Rồi chứ đây rồi. Về 33 hả con? Cho em coi là cái bao này giá nữa không? Bi ơi, hay Maracan đi Bi. Maracan xanh. Vô cái hàng này ra sau đi. Quần đó từ từ ghi mấy cái xưởng. Cái hàng này ra sau. Bao làm hàng xưởng đưa tới trước này. Bao làm hàng xưởng đưa qua bên này. Bao này để lên trên này để mai phân nè. Bao hàng xưởng đưa bên này là chút mai lần tư. Có mẫu thôi. Hay làm này đúng không? Đây cái bao trên hàng Việt Nam xuất khẩu đưa ra sau luôn. Hôm nay lên đầm tiếp nha. Cho em xin lượt chia sẻ mấy chị. Không đem gì qua cho mấy chị đấu giá chơi hết trơn. Không đem gì qua cho mấy chị đấu giá chơi hết trơn. À, Lập nó, ông cũng có chịu đi vô tô sổ đỏ đâu. Lập nó gọi điện, gọi mẹ. Hồi nãy có ký sổ của Hùng không anh? Nó cộng hết sổ chưa? Hay là chị ký nhận hàng thôi chưa, nó cộng ở bên này chưa? Nhận hàng này hả? Là ký làm sao? Thì anh kiểm tra đủ hết rồi. Số lượng với tổng số. Anh kiểm tra nha. Chứ cái trên bao này với cái sổ nó ghi là khác nhau đó. Trên bao nhiều lúc nó ghi là 230 mà ở trong sổ nó ghi 240 đó. Chứ không phải ấy đâu. Chứ mệt lắm á chứ không phải đâu. Rồi lên hàng đầm Việt Nam xuất khẩu nghe mấy chị. Hôm nay em về mẫu đầm trắng cho mấy chị nè. Hôm nay về mẫu đầm trắng cho mấy chị. Mẫu này chỉ có 220.000 thôi. Hồi giờ mấy chị thấy đầm nhà em là 280 đúng không? Mấy chị thấy đầm nhà em 280 đúng không? Lấy móc cổ đi. Thì hôm nay em về mấy chị đầm 220 nè. Hơi bị đẹp nha. Đợi em nhắn nó gửi mẫu hôm nay lên nữa. Hello mấy chị, hello chị Lương Lệ Hồng. Mẫu này hôm nay về là 220. Tại vì bữa giờ chưa có may đầm phom suông cho mấy chị. Và hổm giờ chưa có may đầm phom suông. Hay đầm trắng đi Bi. Hổm giờ chưa lên đầm phom suông và đầm ren nha mấy chị. Thì hôm nay lên là dễ thương không? 220.000 kèm số ký. 220.000 kèm số ký. À đô chờ bì cho chốn người cha. Trời ơi em hồi em nôn hay da. Chịu 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 chịu. Dễ thương không mấy chị? Gì con? Không phải hả? Thế sao? Lại tiếp đi. Sao lắc cái gì vậy? Đây nè mấy chị. Rồi à, cột lại giùm em nha. Rồi chốt giùm em đầm trắng kèm số ký. 220.000 đầm trắng kèm số ký. Cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị nha. Thương em cho. Gọi em gọi chị. Cho em xin lượt chia sẻ nha quý vị ơi. Ui
Trời ơi em hỏi trăng non hay. Đồ mẹ nè, nói thiệt á, em nói thiệt với mấy chị, cái đầm này mà em dám lấy hình mạng em đưa lên chết liền á. Đồ mới nó đưa ra là cái ren này là ren hoa nè, cái ren trong này là ren vân vuông nè. Đó là tao nói nó trẻ hàng liền, tao nói yêu nghiệt lắm ha. Yêu nghiệt dữ dàng lắm. Đây, chị nào chốt đầm phơm suông vải ren trắng chốt lên giúp giùm em 220.000 đầm này ha. Rồi chị nào chốt đầm ren trắng chốt lên giúp giùm em đầm ren trắng kèm số ký nha quý vị ơi. Đầm ren trắng kèm số ký. Quý vị nào chốt chị bị ốm đau ổng lỡ hai bên mấy mà nói chuyện người nào cũng bị đau được. Đá cái ngựa chén giờ nó ăn quá ăn bệnh luôn. Đi lấy hàng á Nhung, một hai bữa phải đi gom hàng, một hai bữa phải đi gom hàng lần, không đi gom hàng không có hàng bán. Nhung, hàng Việt Nam xuất khẩu nó hiếm lắm, đang bị đau chân nữa. Rồi ghi đầm ren 220 đưa lên lầu đi cho chặt ha. Hai đầm ren trắng size L, chị Yên lấy đồ mặc cho em giờ lấy nè chị Phúc. Đầm ren trắng hai cái size L của ốc tiêu chốt đi con, hai con size L của ốc tiêu 220 cộng 200. Con này giống công chúa lắm, con này dễ thương, ren mềm mại mà ren này không có thấy bụng nha. Đó. Rồi anh Tư ơi, ở nhà dưới có một cái bao đồ mà nó có chữ B Buckery nè, cái bao này nè, cái bao này nè, nó có 4 mẫu, anh lấy mỗi mẫu size L cho em, mẫu mà có tùng ở trước nè, đây là Tư. Trời ơi mẫu này chị mặc lên dễ chịu lắm, chị Phúc lấy size L hết nha, hình như cái bộ xanh hết size L nè. Ủa hổm giờ chị Phúc không có thấy cái lô đồ nhà của em hả chị Phúc? Hổm giờ chị Phúc không có lấy lô đồ, thấy lô đồ nhà. Lô đồ nhà tới chắc phải là mười mấy mẫu á. Nè, lô đồ nhà nè, XL, anh Tư lấy XL hết anh Tư à. 4 mẫu, hoa vàng, thổ cẩm đỏ và bộ chữ B đen. Đó. Nè, đó, bữa giờ rồi em về lô đồ nhà phải mười mấy mẫu á chị, nhiều mẫu lắm. Nó có... chị không có thích bộ dây đúng không, thì nó có 5 mẫu dây, nó có cái mẫu kia cũng đẹp, mẫu này cũng đẹp nè chị. Trời ơi mẫu này chị vỏ Phúc mặt còn sướng hơn nữa đây nè, nó may cái lụa đẹp lắm. Mẫu này là mẫu có tay, lấy hai cái cho ốc tiêu chưa, hai cái size L đây nè. Nè mẫu thổ cẩm đỏ có tay dễ thương không chị, nó may dễ thương lắm, 160 luôn nè. Đó 160 luôn. Rồi vỏ Phúc 4 bộ nè, bỏ Phúc 4 bộ, 160 bộ. Đây nè chị lấy hình như cái này là có 3 mẫu hay sao. Đây nè, chốt giùm em là bộ có tay, chốt giùm em là tay cổ tròn ha. Bộ này cũng 160 nè. Có lấy thêm bộ này thì chốt giùm em thêm 3 bộ nữa. Nó có 3 mẫu vải, vải nào lụa cũng dễ thương á, vải nào của lụa cũng dễ thương. Nó có mẫu dây nữa mà chị, em thấy chị hầu như không thích dây, cho nên là em thấy nó dễ thương ha. Mai chị gửi lại cho em đi, chi phạm nhắn gì kìa. Bộ vàng có màu khác không, có bộ này có 4 màu lận, coi mấy bộ ngủ trong đó nha. Bộ tùng này có 4 màu lận, bộ ngủ vải hoa li ti á, thổ cẩm á con. Bộ vàng đó, nó có bộ thổ cẩm vàng nè, bộ vàng, bộ hoa vàng nó có thổ cẩm vàng nè em, nó có thổ cẩm vàng mặt trắng trẻo đó. Nó có thổ cẩm đỏ nữa, thổ cẩm đỏ khác cái thổ cẩm kia nè, bộ vàng nè. Đó dễ thương không, vàng thổ cẩm nè, nó có cái tùng ở trước nữa nha, thổ cẩm vàng. Bộ này là toàn xưởng bên nhà chị không à. Rồi chị nào chốt bộ vàng nó có bộ chữ B mà hết size nhỏ rồi, bộ chữ B hết size nhỏ rồi. Nó có bộ vàng, vàng hoa, vàng thổ cẩm đỏ với cái gì nữa đó. Hai phàm kiểm tra thử, kiểm tra cái bill trong trong cái có bill của con, cái bill chuẩn bị hàng về á, cái bill mà giao hàng thất bại trong giao app nhanh á, kiểm tra cái bill trong trong gì đó. Khi họ hỏi anh Phước giọt con trong trong nên giải quyết trong trong này. Còn con nhím là do tụi bay, trang nhím là do tụi bay làm sai á. Tụi bay làm bill những cái bill mà thường xuyên gửi bưu điện, gửi từ trên xuống dưới đều bưu điện hết. Làm sao trước khi làm đọc ti một tính dính một bill nè, bi dính bill nè, những cái bill đó sao không chịu đọc cho khách đi bay, khách gửi bưu điện để khách ngồi nhà nhận, mà cửa hàng hóa cứ vậy hoài.
làm cứ bán bill được trăm mấy cho 200 ngàn cái gửi hòn về, trăm mấy 200 ngàn gửi hòn về. Em coi bộ chữ V à, xuống anh Tư cái bộ trong cái bao này có bộ đen B á, lấy ra nha em. Cứ làm gì tụi bay không có chịu đọc tin nhắn gì hết trơn, cứ một lần làm lần tối có nhiêu bill đâu. Trời ơi, lên nhà chị trên kia kìa, làm gì mà nó làm sắc lẻ mất. Đây là bưu điện thì đọc Phi hôm qua một bill, Bi một bill. Bộ chữ hai nè chị. Mà bộ này còn thấy cái L trở lên không á, L không. Bộ này còn thấy cái L trở lên nè. Bộ này chị Hằng lấy mặt dễ thương lắm. Đây là bộ chữ B nè. Bộ đây là bộ chữ B ha. Chị nào chốt bộ chữ B tối làm cho xong hay sao á, làm xong cũng coi trước coi lui gì hết trơn hết trời á. Cách nào bưu điện là nó bưu điện từ trên xuống dưới, cứ vậy hoài, cứ tối la tụi bay cũng như không vậy. Làm gì ngày có nhiêu bill à, mà người ta gửi giao hàng nhanh ta có nhận được đâu. Rồi giờ em đổ hàng Việt Nam xuất khẩu lên đầm nè. Rồi đưa cái bao đầm để bao nhiêu mang qua đây. Hai bộ chữ V nhưng mà nó còn ít L ốc tiêu à. Nè ốc tiêu bộ chữ XL nè, còn em lấy sao không có size L, có bộ XL à. Em lấy size gì thì báo nha. Em lấy size gì thì báo ha. Rồi hôm nay lên đầm cho mấy chị, lên đầm mà treo luôn nha. Rồi chốt giùm em đầm hoa đỏ xanh. Đầm hoa đỏ xanh mấy chị ơi, hoa đỏ xanh. Chị nào chốt hoa đỏ xanh chốt lên giúp. Chị Trân Trân là bự gì? Ôi trong app nó báo gì chứ sao biết được, báo gì hôm qua nó có gọi điện cho ông Phước kìa. Hỏi ông Phước đi. Lấy thêm bộ XL nữa hả tiêu, hỏi anh Phước thì hôm qua nó gọi báo gì. XL bộ chữ B hả anh. Hỏi ổng đi, hôm qua ổng nghe cái bill đó đó. Gọi không được hay cái gì đó, giờ ổng cũng có nhớ đâu, ngày có một hai bill mà cũng nhớ nữa. Bộ đây bộ xếp ly khoe dưới nè. Đầm này là đầm 300, đầm này chốt giùm em đầm đỏ xanh ha. Đỏ xanh xếp ly. Ở giữa nó có cộng dây liệt bộ. Một bộ XL được anh Tư ơi. Cho em coi đầm trắng ở sau lưng mới về đó Trịnh Châu Tâm. Rồi đầm này luồn dây kéo vô rồi treo lên. Một bộ được anh Tư. Đầm mới về đẹp lắm Châu Tâm. Mới về đẹp dễ sợ luôn. 220 ngàn giá rẻ. Giá rẻ nha chị nha. Dễ thương lắm chị Tâm. Ngừ thì nghe điện thoại không nhớ, ngừ làm bill cũng nhớ. Đó cứ vậy. Cứ tới tấp tiếp đi. Đây nè, đầm này có size 60 đến 100kg. Đầm này 220, đầm ren trắng. Đầm này dễ mặc đồ lắm chị Châu Tâm. Đầm này dễ mặc đồ, dễ chịu ha. Dễ mặc đồ mà dễ chịu. Quần này là 100. Quần sọt này mấy chị mà thấy mỗi lần mà em chụp hình em hay mặc quần sọt là quần sọt này nè. Quần sọt không có co giãn nha mấy chị nha. Đầm đen trắng của chị Trinh Võ. Chị Trinh Võ đầm đen trắng XL mới đem lên lầu. Đầm của Manacan mặc á chị. Con Manacan này mặc lên cổ không thấy đâu trời. À biết đâu. Rồi cái quần này, à không cái quần này của em. Cái bao đồ này đem lộn quá à. Rồi đây nè mấy chị, áo. Áo này 130 ngàn, có size 60 đến 100kg. Áo nhúng ngực nè, trời ơi con áo này mấy chị mặc lên xinh lắm. Con áo này mặc lên rất là xinh, nhắn tin gọi điện mà luôn. Con áo này mặc lên cực kỳ xinh và xinh rất là xinh luôn ha mấy chị ha. Đó. Chị nào chốt đầm, chị nào chốt áo xanh này chốt lên giúp giùm em. Áo xanh này có size nha. Cái đầm đen trắng size L của Trịnh Châu Tâm. Trịnh Châu Tâm đầm trắng size L. À, hôm qua chị nào mà chưa chốt kịp cái hôm qua chị nào chưa chốt kịp đầm sơ mi thì hôm nay có đầm sơ mi về nha. Tối hôm qua chị nào chưa chốt kịp đầm sơ mi hôm nay có đầm sơ mi ha. Rồi lên cho mấy chị con đầm lining nè, chị Trinh Võ mặc thử con đầm lining đi chị Trinh Võ. À, sọt đó đợi tí xíu đi. Ai ngày mai về tới mấy trăm sọt lận. Nè chị Trinh Võ lấy con này mặc thử nè. Em nói thiệt, em mặc con này lên xinh lắm mà vải lining nữa cho nên mềm mịn lắm nha. Mềm mịn và mượt ha. Mềm mịn và rất là mượt luôn. Tại vì em không ủi lên đó chị. Con linen này ở dưới nó có một cái tầng đầm nè. Đây linen nè mấy chị. Linen này ở dưới nó có một cái tầng đầm nè đó. Nhưng mà con này chị nào mà dưới 83kg mặc con này lên
em nói 70-83 kg, mà cái con đồng Lightning 200 này lên nó đã lắm. Cái vải nó rất là mê nha, cái vải của con đồng caro họ caro gạch này nè, caro màu gạch này nó đã lắm. Em nói thiệt, không phải nói để bán được đâu. Rồi lên tiếp cho mấy chị con đầm tàu. Lên tiếp cho mấy chị con đầm tàu màu xanh đọt chuối. Con này 150.000. Con này 150.000, con này size 16 nè, con này size dưới 80 kg. Chị nào dưới 80 kg chốt con đầm tàu này cho em. Đặc điểm của đầm tàu mặc là không thấy bụng, không thấy nay. 150.000 đầm tàu xanh đọt chuối. 150.000 đầm tàu xanh đọt chuối, chút treo lên đó. Ở bên nào, bên đầu mình. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm. Nếu con đầm này đẹp thì phải từ 80 kg trở lên nha. Nếu con đầm này đẹp phải từ 80 kg trở lên. Đây, 80 kg trở lên con đầm này ha. 80 đến 95, 98 kg đầm xanh. Chị nào chốt đầm xanh chốt lên giúp giùm em đầm xanh nha. Chế nào chốt đầm xanh chốt lên giúp giùm em đầm xanh. Đầm xanh kèm số ký giúp em nha mấy chị. Đầm xanh kèm số ký. Chị nào chốt đầm xanh kèm số ký chốt lên giúp giùm em. Ổn giờ chế nào chưa thấy áo dài nhà em báo nha. Rồi lên áo dài cho mấy chị 300.000 có size. Áo dài in nè mấy chị, có áo dài in đẹp không? Áo dài yếm mà in hơi bị đẹp luôn. Chị nào chốt áo dài chốt lên giúp giùm em áo dài nha, 300.000 áo dài. Áo dài này hình như nhà dưới phân ghi bỏ bịch rồi ghi size phân size luôn. Rồi chị nào chốt áo dài chốt lên giúp giùm em áo dài. Áo dài có size 60 đến 100 kg. Áo dài có size 60 đến 100 kg nha mấy chị. Cái nào chốt áo dài chốt lên giúp giùm em áo dài kèm số ký. Áo dài kèm số ký nha. Áo dài đó là áo dài hoa văn đỏ, còn đây là áo dài tím nè mấy chị. Tôi đã ghi sai luôn một phần luôn tôi. Đây là áo dài tím nè, áo dài yếm tím. Chế nào mà muốn biết áo dài này em mặc thử như thế nào cứ vô bay của em nha. Vô bay của em rồi coi. Rồi coi Yên mặc áo dài này như thế nào mấy chị ha. Rồi áo dài tím. Nhưng mà em nói thiệt với mấy chị, cho khách em mặc áo dài người nào cũng khen. Áo dài tím kèm với quần ống rộng tí, kèm với quần ống rộng trắng nha. Chị nào chốt áo dài tím chốt lên giúp giùm em áo dài tím. Và bộ bi xanh. Bộ bi xanh này đẹp thiệt, nhưng mà cái vải nó hơi bị cứng. Bộ bi xanh này đẹp, rất là đẹp nha. Và cái vải hơi bị cứng, cho nên cái mã này sẽ là cái mã để ngày mai em sale nha. Tối nay em sẽ báo và ngày mai em sale. Tối nay em sẽ báo trên trên cái nhóm Zalo. Chị nào chưa áp nhóm Zalo chung thì nên áp nha. Tại vì mẫu nào sale là em sẽ đăng trên đó trước cho mấy chị canh ha. Nè, mã này ngày mai em sẽ sale nè. Vải đẹp lắm. Alo, vải nó hơi cứng tí xíu thôi, nhưng mà mẫu này rất là dễ thương. Mẫu bi này nè. Mẫu bi này ngày mai sẽ là mẫu sale nha. Bỏ bi vừa chút lên phân luôn. Bỏ bi ghi sai chút lên phân luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị cái mã đầm. Hồi nãy lên mã đầm xanh, xanh đỏ đúng không? Thì đây là mã đầm xanh. Mã đầm xanh giống như mã đầm xanh đỏ hồi nãy luôn. Mà con này là đầm xanh nha mấy chị nha. Con này đầm xanh. Con này có size. Chế nào chốt đầm này chốt đi, đầm này đẹp lắm. Dây kéo của cây của lộn à, đây nè, nó có một cái dây nịt bụng ha. Đây đầm xanh. Chế nào chốt đầm xanh chốt lên giúp giùm em đầm xanh. Để trái nè. Dễ thương lắm mấy chị, mà cái vải nó rất là đỉnh. Vải co giãn mà đẹp cực kỳ. Vải co giãn lắm, đẹp lắm. Cái dây nịt này là cũng có đầm xanh này, luồn vô giữa bụng thôi. Mấy cái quần không co giãn này để em kiếm size cho chị xin đi trương. Size chị xin đi trương khoảng cỡ size 95 à. Size của chị xin đi trương khoảng cỡ size 95 à. Đây là size quần của em. Nè chút rồi, con mấy cái bộ này ra luôn. Cái bao bộ đâu rồi ta? Bao bộ mới để lên sau khi để đi phân rồi. Đúng rồi. Đưa bao đó à, anh Phi đi phân. Hình như còn cái áo beo lấy ra sale luôn nha con. Cái áo beo kìa. Ở bên lùng để ly nước, anh cho nước uống kìa. Rồi lên tiếp đầm nha mấy chị. Lên tiếp đầm. Đầm này 250.000, đầm này size em là 70-83 kg. 70-83-84 kg. Đầm này mấy chị đi tiệm được nè. Đầm xanh sao bao nhiêu? Chị Quế Dương báo chiều cao cân nặng đi. Ừ. Chị Quế Dương báo chiều cao cân nặng đi à. Đầm trắng em lấy một cái thôi. Bù lại em mua sọt. Xả cho ốc tiêu một cái đầm trắng nha. Quế Dương lên chiều cao cân nặng lại đi chứ. Nào em vừa em đưa sao em coi được con sao em kiểm tra liền. Đầm này nè, ô đầm này khi mặc lưng xinh lắm nha mấy chị. Đầm này size 70-83 kg. Đầm này 250 chốt giùm em đầm ánh kim vàng. Đầm ánh kim vàng 250. Ánh kim vàng 250. Đây là những mẫu đầm tàu. Đây là những mẫu đầm tàu này, mấy cái này treo lên.
Đây là những mẫu đầm tầng mà chế nào chưa chốt thì nên chốt nha, 250.000 con đầm tầng. Chuẩn bị khui hàng Việt Nam xuất khẩu, có quần tây, có áo tung, có áo ba lỗ, có rocker, có hacker, có đầy đủ nha mấy chị. Chế nào chưa chốt đầm tầng nhà em thì chốt, tranh thủ chốt đầm tầng nha. Đầm tầng có tổng cộng là size 12, 14, 16 và 18. Lộn cái để like cái này tên lộn nãy giờ không ra, lộn mỏi nách luôn. Con này có khách chốt rồi nè, con này có khách chốt mà khách chốt thứ năm. Sọt chưa có size em, sọt đợi chút xíu chị xin đi trường. Rồi ai uống gì? Như mấy bữa này nè. Rồi đầm tầng nè, em có size 12, 14, 16 và 18. 12, 14, 16 và 18 đầm tầng. Chế nào chốt đầm tầng nó có nhiều màu lắm, xanh đen nè. Nó có mã kem hồi nãy nè. Nó có mã tím nè mấy chị, nó có mã tím nè ha. Cái tấm này đi bill không nổi quá. Chị Quế Dương nhiêu ký chị lên giùm em ơi. Tại vì đầm nó có nhiều size lắm, chị Quế Dương nó có size từ số 10 trở lên đó. Cái đầm này nè, em nói thiệt với mấy chị 250 ngàn nè. Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng. Mấy chị vô bay em đi coi em mặc cái đầm này nè. Con này size con này size 14 thôi nha, dưới 75-77 kg. Nhưng mà con đầm da trăng này khi mấy chị mặc lên cái phơn xè ở dưới nó làm đẹp lắm. Xè này trên đầu gối nhưng mà nó làm cái đầm da trăng này rất là đẹp. Đầm da trăng size dưới 77 kg. Đầm da trăng size dưới 77 kg. Em lên cho con đầm này nè. Con đầm này là em mặc vô nếu mà kéo dây kéo lên nó hơi bị bó. Cho nên chị nào khoảng cỡ 77 kg, mấy 68 chị mặc size 14 là được rồi chị Quế Dương. Tuy có cái đầm ánh kim xanh á, hồi nãy kêu lên kiểm tra nó size gì, ánh kim xanh. Ánh kim xanh mà cứ cầm con vàng. Bao nhiêu? 16 hay 14 được, bên kia coi thử con bên kia còn 14 không? Kiểm tra đầm đó coi thử còn 14 không? Chị với em với chị là trên nhau mấy ký? Đầm đó size 16, nếu chị Quế Dương mặc thì nó sẽ là theo người, nó không có ôm body giống như em. Mà nó là và nó cũng vừa nha chị à. Rồi lên con đầm này cho mấy chị, đầm này size 12 nè. Nhưng mà chị nào mà dưới 76-77 kg hốt con đầm 300 này, trộn đầm này đi để đi ăn tiệc nha mấy chị. Đầm 350 này nè, 350 không phải 300. Chị nào hốt con đầm này dưới 75-77 kg, hốt con đầm đen ren này để dành đi ăn tiệc à. 350 đầm đen ren. Mấy con đầm đen ren này là bây bay nó cứ số ký vô luôn, hết khách cho khách đi kìa. Nó số ký của chị Quế Dương luôn kìa. Rồi con đầm riêng, con đầm toàn xanh này á, Yên dạo này nhìn gầy hơn. Ai cũng nói em gầy hơn mà em chưa cân lại. Bệnh hoài á chị Cherry, không đủ sức khỏe. Sức khỏe chán. Nè em có con này nè. Nhưng mà nó size 18, size 90 kg nè mấy chị đẹp không? Size 90 kg. Chế nào mà 90 kg mặc con đầm này đi tiệc, em nói thiệt với mấy chị nó ôm bụng đẹp lắm. Nó ôm bụng mà nó giấu bụng rất là đẹp luôn, nó che được cái bụng ở trước đẹp lắm. Nè có con khót len là con này có bán không được mà bị tức á. Hàng hóa thì ngày ra không như bia mà cứ lộn tới lộn lui, còn người nghe điện thoại cũng nhớ. Dài nha chị, em 1m67 em mặc dài tao ống quyển đó. Nhưng mà nó đẹp lắm chị Minh Hảo Phạm đây tay. Nó rất là đẹp luôn chị, em nói thiệt mà. Hãng là hãng của Sơ Cây á chị, thằng này của Sơ Cây nè. Thằng này của Sơ Cây nha mấy chị, chứ không phải hàng này là gần như Sơ Cây á. Cho nên cái form ở sau mà chị coi cái form ở sau nó làm đẹp không? Ha, dưới 77 kg con này. Dưới 77 kg. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Đầm này kêu lên luôn nè. Đầm này may gì có lẽ lo có mấy cái. Rồi đưa tiếp hàng xưởng lên coi thử hôm nay về hàng gì. Nè con này mấy chị mua đẹp lắm, mấy chị mua mấy chị mặc khoác lạnh hay là mặc kiểu đồ cũng đẹp hết. Len nè, len xanh nè. Con này size khoảng cỡ từ 70 đến 83, 84, 85 kg. Con này đẹp lắm. Mấy chị vô phân bay em coi em mặc con này cưng lắm. 160.000. 160.000 con len xanh này. Chị nào chốt len xanh, chốt lên giúp giùm em len xanh. Rồi lên cho mấy chị một con đầm size dưới 83, 84 kg. Lên cho mấy chị một con đầm. Đầm đen của chị Hồng Mỹ Chi. Đầm đen của chị Hồng Mỹ Chi, đầm đen ren á. 350. Em lên cho mấy chị một con đầm đá đi tiền nè. Con này 450. Con này size dưới 83 kg. Con này 450.000 nha. 450.000 con này. Con này size dưới 83 kg, 75-83 kg. Đầm đen nó 350 đó con, không phải 300 đâu. Chị Trang Diễm ơi, đầm đen nó 350 đó chị lấy được không?
kiếm cái đầm đen đó, trong cái bao đen một bao đầm hàng xuất đó, bao ren nó nhiều lắm, nhà dưới có tiền chứ. Trong mấy bao đầm hàng xuất ở dưới 350 nha chị Trang Diệm. Năm nay 75-83 tí, đầm đỏ. Nè mấy chị coi form này. Em nói thiệt với mấy chị không có một cái điểm trừ luôn mà 10 cộng luôn. 450 đầm đỏ đô, có một con à. Có một con là do trên kho còn có một con đó, chứ không phải không lấy hàng đâu nha mấy chị. Rồi lên nha mấy chị, con đầm đỏ đô sọc nè. Dạ đầm này là 180.000 nha. Dạ đầm đen nó 350 á chị nha. Nè, đầm này mấy chị mang với giày thể thao nha. Đầm này mấy chị mang với giày thể thao giúp em ha, đầm này dưới 85 kg. Chốt giùm em sọc đỏ dưới 85 kg. Dưới 85 kg đầm sọc đỏ. Hôm qua chị Hồng Mỹ Chi lấy đầm sọc đen này đúng không? Đầm đồng caro bẹp vai đi tiệc thôi. Hồng Mỹ Chi nè. Đầm da trăng 250 Nguyễn Thanh Tuyền. Cái gì? Nó có đưa lên nó có một tay. Hồng Mỹ Chi 280.000 Hồng Mỹ Chi. Dạ vậy chốt với chị Trang Diễm 350 ha. Đây chị Trang Diễm. Lỡ mà cái nào mà chật là chị nhớ nhắn tin cho em nha. Nha chị Trang Diễm. Rồi Trang Diễm 350. Cho một con một đầm đen nữa Ti ơi. Dạ đầm đen 72 kg vừa nha cô Đinh Ái Lý. Đầm đen nó để dành đi ăn cưới. Cô Đinh Ái Lý á, mà con đầm đen nó kiếm một cái sợi dây chuyền, mà dây chuyền để đi tiệc á, cái chuyền mà người ta hay bán 100 mấy 200 á, đeo với con nó dài xuống nữa em. Con nói với cô Đinh là sang cực kỳ. Để hôm nào con có trong cái lô hàng xuất có cái dây chuyền đó, con gửi cho cha ba tặng cô. Đầm đen của ốc tiêu 350 nè. Trời ơi con này đẹp lắm. Con này đẹp không lối thoát luôn nha mấy chị. Em nói thiệt con này là đẹp không lối thoát nè, ốc tiêu 350. Nó có một con xanh đen size bự nè mấy chị. Rồi tôi đem một con đen nó lên treo đây cho có đồ like đi. Rồi đem lên nha mấy chị một con xanh đen nè. Lên nha mấy chị một con xanh đen. Cái đỏ cô vừa nha. Cái đỏ mặc thoải mái lắm. Mặc cái đỏ này cô mặc đi tiệc là con nói chuyện đỉnh luôn. Thiệt sự khi mặc đi là người ta tưởng đầm bạc triệu không á. Chứ người ta không có nghĩ là đầm bạc trăm đâu cô Đinh. Có nghĩa là khi cô mặc con này lên á, người ta nghĩ đầm bạc triệu, người ta không nghĩ đầm bạc. Nhưng mà cô mặc vừa cô thấy tướng cô rồi. Ở đây có mút ngực nữa nè ha. Người ta không bao giờ nghĩ đầm đó nó có một size à, Hà Kiều Anh. Nó có nhiều size thì mình nói làm gì nè. Nó còn một con giống vậy mà màu xanh đen, mà tay dài. Con nó treo lên đây, cô treo lên cẩn thận. Con này cô Đinh Ái Lý chốt 450 đi cho uổng lắm. Uổng thiệt chứ không phải uổng giỡn. Con này nè, hơi bị đẹp luôn nha. Yeah, con này hơi bị đẹp, từ từ treo luôn. Em lên nha mấy chị, con này là size 18 nè. 90 kg dưới 90-92 kg nè. Nó giống như đầm đen nhưng mà nó lại là tay lửng. Đó. Con tay thì nó sang hơn rồi, 450 của Đinh, cô Đinh Ái Lý. Đây nè. Đó, nhưng mà con này size 90-92 kg trở xuống nè, đẹp lắm. Gì? In chưa? Rồi. Cũng hồng đó. Con này là giống như con ren đen nhưng mà nó không phải tay ngắn mà nó tay dài. Nhưng mà con này size 18 nè. Size này là size dưới 90 kg. Xanh đen. Em bà chị size dưới 90-92 kg. Xanh đen này cũng 350. Chị nào chốt xanh đen chốt lên giúp giùm em xanh đen 350. Mấy cái này chút con luôn nha Tì. Mấy này chút con luôn. Rồi lên hàng Việt Nam. À hàng nhà xưởng nhà em ngày hôm nay về nha. Lên hàng xưởng nhà em ngày hôm nay về. Hôm nay về mã đẹp lắm mấy chị ơi. Hôm nay về mã đẹp cực kỳ nè mấy chị coi gọi nè. Mã đầm đắp chéo nè. Chị Hồng Mỹ Chi ơi, xinh lắm. Hôm nay mã này về xinh lắm luôn Hồng Mỹ Chi ơi. Nè cái tay nè mấy chị. Hôm nay nhà em về, xưởng nhà em về ra đầm nè. Chị Hồng Mỹ Chi con này đẹp lắm luôn á chị nè. Tay phồng nè. Tay phồng mà tay cắt nè mấy chị ha. Ha, ok chưa? Rồi thứ nhất nha. Rồi thứ hai nè mấy chị. Thứ hai nó là đầm đắp chéo nha mấy chị nha. Thứ hai nó là đầm cổ đắp chéo nè. Chị thấy đầm cổ đắp chéo không? Rồi ok. Thứ ba nó có nhúng và nó có tà nè. Ha. Thứ ba nó có nhúng và nó có tà.
Đây nè mấy chị, con này là em nói với mấy chị là con này xưởng em may lên là điểm 10 cho chất lượng mã này nha. Mã này cô Đinh có mê thì hốt nha cô Đinh nha. Rồi cho coi, đưa cái bao giá lên cho coi mã này. Mã này ít quá vậy hả? Mã này 280, mã này có mấy cái à? Chế nè, nè em cho gần coi cái mã, mấy cái mã kim tím này mấy chị để xa không có nhìn thấy vải được ha. Nè cho con coi gần vải nè, ok chưa? Rồi cho coi cái form là cổ đắp chéo nè. Nè form đẹp không? Rồi cho mã này một con XL cho lon bùa thái đi, 280. Cho mã này XL ra cho lon bùa thái. Con này đẹp á mấy chị. Chị Hồng Mỹ Chi nha, ưng là phải hút con này em nói thiệt mà, form lên dáng đẹp lắm ha. Rồi chị nào chốt mã kim tuyến này chốt lên giúp dùm em, 280.000 mã kim tuyến. Rồi lên tiếp tục mã này. Mã này có bao ở đó không vậy? Có. Thôi cho coi mã này à. Mã 450 cho em xem với, 450 hết rồi, để coi thử còn con nào ở ngoài này. Rồi ok. Rồi lên nha mấy chị mã sọc nha. Lên nha mấy chị mã sọc. Mã sọc này là gu của em. Mã sọc này gu của em mấy chị nha. Mã sọc này gu của em. Mã sọc này đầm này 250.000, ghi đầm sọc 250.000. Đầm kim tuyến 280. Dạ thông báo với mấy chị là mã sọc này là gu của em ha. Cho nên lúc em kêu may là may mã này. Lúc em kêu may là may mã này. Đó nói vậy nè. Đó. Cho mã này thấy L đi em. Mã này thấy L đầm kim tuyến XL. Với lại đầm trắng có hình đẹp khỏi à, hai mẹ nó để cái ghế cái gì vậy con? Trời ơi mã này sọc đẹp lắm mấy chị ơi, sọc đẹp lắm nha. Mã này dài có ống quyển nha, ở sau có xỉ đít nè. Đó chị nào chốt mã sọc này chốt đi, chị nào là gu đầm dây này là chốt giùm em đi. Chị nào là gu đầm dây làm ơn chốt cái gu đầm dây giùm cho em với, chứ không là ta nói chết ngợp, chết chết ẩn giữa đời, dòng đời bất tận đó. Con này là gu của em ha. Con đầm sọc này là gu của em nha mấy chị nha. Chị nào chốt đầm sọc chốt giùm em, vải đẹp lắm. Vải dùng từ điểm 10 cho chất lượng luôn á ha. Chị nào chốt mã đầm sọc chốt. Rồi đá treo lên luôn thôi. Rồi là đổ cái này ra cho em. Rồi lên đầm nè. Lên đầm hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị ha. Lên đầm hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị. Mình có gì mình chơi nấy. Rồi đầm hoa này 250 nè. Tại vì đầm hoa này, đầm hoa hồi nãy là hồi bữa em lấy được kho rẻ em bán mấy chị 220. Nhưng mà trong cái này nó không có rẻ, trong cái lô này không rẻ mà mỗi mẫu nó có 1 cái à. Cô Đinh Ái Lý lấy đầm này nè. Cô Đinh Ái Lý lấy đầm 300 này nè. Đầm này là ngày hôm qua con, ngày hôm kia con chụp hình lên là không còn con nào hết. Đầm đen eo 95 mặc dù không có. Dạ có mà chị, có mà chị Tuyết Lan. Eo 95 là chị với em một size XL á nha. Rồi đây nè mấy chị. Đây mấy chị coi giúp em. Size 14 nha. Size 14. Kim tuyến size này dưới 77 kg nè. Size này chị Quế Dương được nè. À, cô Đinh Ái Lý được nè. Cô Đinh Ái Lý được nè, 72 kg. Nói chung là size 14 này. Size này là hồi bữa tối đó em về em chụp hình một phát là sáng mai là mười mấy con là hết sạch. Bây giờ bị sốt kho hai con nè. Chú giùm em đầm xanh kim tuyến size 14 dưới 77-78 kg nha. Có hai con đều size 14. Ghi cho lon bùa thái là 300 ha. 14 là dưới 77 kg. Đầm đen nó đẹp lắm chị Lan. Cái tay phòng nó đã đẹp rồi mà nó xẻ lên, mà cổ đắp chéo ha. Chưa có chân váy chị, chưa có chân váy da chị Trang Diệm. Nè em có một con beo nè, em xải cho mấy chị 200. Em xải cho mấy chị 120 nè. À, 70-80 kg chắc vậy á. Không con này size nhỏ mấy chị, con này size 60-70 kg. Con chốt giùm em áo beo. Áo beo này xả 120. Size 10. Em có đọc số ký mấy chị coi giùm em số ký được không? Em đưa một con đầm lên là em có nói số ký hết. Tại sao chị Chi lại đi hỏi vậy ta? Em đưa con đầm xanh lên em kêu mấy chị ơi, con đầm này là size 14 dưới 77 kg. Nói rất là rõ luôn á, thiệt. Mà mấy chị đi hỏi gì em cũng biết hỏi gì nữa. À, beo 60-70 kg, 120 của chị Cherry Phương, 120. Nói rất rõ luôn á mấy chị, nói mà nói không ra hơi luôn. Con này 18 quy nè. Nè con này 18 quy có một con thôi. Ồ ơi chế nào 18 quy mà hút được con này là trúng mánh một khúc. Vải đẹp lắm. Em ngồi đây em không biết diễn tả con này vải như thế nào. À, đây mấy chị,
vải hơi bị đẹp luôn. Con này là còn cỡ dưới 95 cái, chốt giùm em đầm caro đỏ ha. Caro đỏ beo khách lấy là beo đó chị Trang Diễm không vừa. Beo đó chị 70 kg, nhưng mà con nó còn cỡ 60 đến 70, nhưng mà 70 kg phải cao cao á, nhưng mà hết rồi. Chốt giùm em đầm caro đỏ. Cái kim tím này nó có ở trên đó, nó có 2-3 mẫu rồi nghe, cho nên lúc phải mẫu đó tay đen á. Đưa đây con rồi tay đen nha, đưa giùm chị là đầm kim tím tay đen. Cái đó ghi đầm kim tím tay đen. Bộ này là nguyên bộ chị, bộ này có size 60 đến 100 kg. Bộ beo này beo tầng này chị ha, beo tầng, bộ beo tầng. Beo này ở trong em có nhúng thun cho mấy chị nè đó, cho nên mấy chị mặc dễ thương lắm. Một tầng này, hai tầng này và ba tầng đó. Beo này 220, có size 60 đến 100 kg ha. Caro này dạ, caro này là 280.000. Caro này chị Lương Lệ Hằng hốt để dành mặt. Em nói thiệt á, cái vải này em không có biết diễn tả cái vải gì đâu chị Hằng, không biết diễn tả nó là vải gì ha. Con caro này nè, chốt cho chị Hằng để chừng nào chị Hằng đổi ý lấy ra sau. Rồi lên tiếp nha. Bữa sau mà hàng mà lỡ mà bị lỗi chị cứ để đó. Em nhiều lúc em coi cái em ngủ quên, em quên trả lời 280. Chị nhắn lại lần nữa, Yên ơi em có thấy chị nói không, là vậy đó ha, vậy đó ha, chứ em không thể nào mà hàng lỗi em không đổi cho chị được đâu. Con này cũng size 18 quy của chị Hằng luôn nè. Con này cũng size 18, con mà con này ở đây có trước có sợi dây chuyền bé bé. Con này của chị Lương Lệ Hằng luôn nè, size 18. Con này size 18 của chị Lương Lệ Hằng luôn nè. Ở trong nó là đầm la dông phông xuông, ở ngoài nó là kèm một con áo khoác vôn ha. Đầm này là 250.000. Đầm này 250.000. Đầm này để chút treo lên luôn nè, 250.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm đen xinh xinh. Mấy chị coi đầm đen xinh xinh nè. Chị nào mà đổi trả hàng á nha, mà ở tỉnh á nha, mà em biết mà không thu hàng về là đủ má, mà sau lết cái lồn ra bưu điện gửi hàng lên đây cho em đổi trả nha. Em đéo có thu hàng về nữa nha. Bà nào mà lỡ shipper mà không thu hàng về mà bị sót ha, mà ém luôn cái đầm đó đi nha, ém luôn cái đồ đổi trả nha, là tao là đã cho đổi trả rồi ha. Thì đủ má lần sau đổi trả rồi xách cái lồn đi ra bưu điện gửi hàng lên đây nha. Chứ đừng có cái tình trạng mà để truy thu hàng nữa nha, là ta không cho đổi trả nữa đó. Rồi lúc đó làm gì nhau nha, đừng có giỡn mặt. Em là buôn bán cực thiệt thà, mà mấy chị là phải thiệt thà với em. Cái đầm này là size 16 nè, size 16 là dưới 80, dưới 83 kg, mà con này đẹp lắm, dưới 82, dưới 82 hoặc 83 kg, từ 75 là đẹp không mấy chị. Trời con này đẹp lắm, con này hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Cho lúc đó đừng có lý do lý cháu lý châu cháu nghe. 250 đầm này, 250.000 đầm đen này mấy chị, đẹp lắm. Chị Hằng về mặt con đầm caro thêm một cái túi đen nữa, thêm một cái túi sách đá nữa đi tiệc. Con nói con đầm caro nó đỉnh lắm. Caro em lấy nãy giờ, em tự chốt nãy giờ chị, tự chốt của chị nãy giờ bán ế tự chốt luôn. Con này 250. Con này 250, nhưng mà size này là size 75 đến 82 kg, là đầm đen. Đây hôm nay ai mua sọt là ngồi đây nha, sọt 120. Hôm nay ai mua quần sọt ngồi lại đây với em, ngồi lại. Em có được mấy bộ đồ lining của hàng Việt Nam xuất khẩu mới chị về giặt thì cho em. Có size chị Lương Lệ Hằng, mỗi bộ nó có 1 size à. Rồi vì vậy bà Yên mới vô nghe bà hát đầm đen của chị Quế Dương kìa. Đầm đen 250 của chị Quế Dương. Đầm nó size khoảng cỡ 70 mấy kg là vừa đó, cái form nó hơi nhỏ. Quế Dương 250 nè. Con nó đẹp với chị Quế Dương. Ờ lâu lâu nó bị đứt dây lên hồi ơi. Ừ mấy má đổi trả đồ mà cũng không đưa đồ đổi trả lên, rồi lần sau tôi cho ra bưu điện đem hàng lên đây rồi tôi mới đổi. Mấy chị ơi nói nghe nè. Má tôi cục rút, cục mở đó giùm em cục rút sao giờ mở được. Rồi trước khi lên bộ đó em lên thầy nè. Mấy cái bộ lining này nè, mỗi bộ em, mỗi mẫu em có 1 bộ à nha. Mỗi mẫu có 1 bộ à, cho nên chị nào vừa là hốt liền. Mà cái đây mà khi mà mấy chị mặc ở nhà là mấy chị lôi ra là mấy chị lấy liền. Cái mẫu này bị lỗi sáng đồ để Bùi Thị Ngọc Trinh hả? Bộ nói bữa giờ rồi mà. Nó nhây ra. Sau đó ta đổi rồi, ta sẽ đổi.
Thì đi xuống lấy cái bộ mà 7 màu ở dưới kệ dưới á. Mày rút 5 cái quần sấy XL lên đây cho chị. Bi kéo lên coi thử quần XL ở trên á. Chị nói may cho chị xa, chị tính nhiêu quên nè, trăm mấy nha. Trăm mấy quên nè. Bộ này nè, chế nào 90 đến 100 kg hút liền cho em, lining mà đẹp lắm. Em nói thiệt tại vì em chưa ủi ra mấy chị. Đẹp lắm. Trời ơi, chế nào mà 90 đến 100 kg hút nghe 180 ngàn mà em nói đẹp lắm. Em nói đẹp là sự thật nghe, nhưng mà mỗi tội nó size bự. Nó không có size bé. Đây nè. Trời ơi, chế nào mà 90-100 kg hút bộ này đi. 140 rồi, nó nhân 5 cái làm bill trừ ra 160 lấy hàng về luôn đi. Nhức đầu quá. 90 đến 100 kg nha. 90 đến 100 kg bộ này. Chế nào chốt là chốt liền. Anh Tư bỏ bịch bóng gương đi gai khi size 90 đến 100 kg luôn. Để em coi thử bộ đó còn bộ size nhiêu. Nè, hai bộ 90 đến 100 kg. Hai bộ 90 đến 100 kg. Trời ơi, bộ này cái vải cầm lên rồi nó đã tay lắm mấy chị. Nó đã ghê gớm là đã luôn. Bộ này size L nè. Bộ này size 70 kg nè mấy chị. Mấy chị ơi, bộ này size L nè. Rút 5 quần ra đưa 5 áo là bán lẻ. Nè, bộ này size L nè. Bộ này dưới 75 kg nè. Thiệt, cái bộ này mà mấy chị chốt mà mai mốt đi kiếm nữa nó yên ơi. Bộ này ở nhà mình còn là không còn. Bộ này size 75 kg nè. Chị nào 70 đến 75, 75, 77 kg hốt bộ này nè. Đã không? Trời ơi, cái vải nó đẹp lắm. Chị Tâm Trương hốt cái bộ này đi cho em nè. Mặc sướng lắm chị, mặc ở nhà thích lắm. Ghi size L nè Bi. Cái đó là size L hả anh? Ghi size L ở ngoài. Ghi là 68 đến 75 kg. Em nói thiệt, cái bộ linen đó mà mấy chị không chốt là uổng lắm luôn. 5 cái quần của Bùi Thị Ngọc Trinh là 1, 2, 3, 4, 5. Nắm quần Bùi Thị Ngọc Trinh nè bé bi. Rồi giải quyết rồi đó. Nhà nếu em móc luôn. Rồi lấy 5 áo. Lấy cái bộ là Mỹ Linh size, bộ size L cuối cùng bán cân. 5 áo đây là. Nè, bán xả cho 5 cái áo giá cho giá 80 ngàn nè. 180 ngàn. Em có cái đầm trắng nào, đầm trắng này 100 kg chứ không có trên chị bay là 100 kg. Nè, em có mấy con áo 70 đến 80 kg nè, em bán cho mấy chị 80, phải có người mua quần á. Cho nên em tắt em bán cho mấy chị nè. Rồi 80 ngàn áo, size này là size 60 đến 80 kg. Chốt giùm em áo 80 ngàn nha. Lấy bộ cho chị 180, chị Mỹ Linh lấy bộ anh Tư. Lấy bộ đăng. Lấy bộ đó cho chị Tâm Trương. Đợi kiếm bộ cho bộ đó, ba bộ có ba bộ. Cho chị Tâm Trương. Bộ 75 kg khách lấy rồi chị Kiều Phương. Mà cái đầm trắng đó nó không có may dây kéo mấy chị, tới giờ nó đứt dây lên nó không có thích may dây kéo. Đầm trắng đó 220 nha. Rồi áo 80 ngàn của Ido Maki Quỳnh nè. Nó tới giờ hứng nó lên nó không thích may dây kéo. Nó không thích may dây kéo. Rồi lên tiếp bộ lining của hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Lên tiếp bộ lining của hàng Việt Nam xuất khẩu nè, chị Tâm lấy thêm nè, 2 ịt nè. Hay cũng size 90 đến 100 kg nè. Hoa. Mấy chị về ủi lên đi là biết cái hàng này nó đẹp như thế nào liền nha. Mấy chị về ủi lên là biết cái hàng này nó đẹp hay là nó xấu như thế nào liền. Nha mấy chị nha. Đây. Hoa. Hoa này size 90 đến 100 kg. Bỏ hoa vô nè, 2 ịt nè. Hoa 2 ịt nè. Chị nào chốt hoa 2 ịt chốt lên giúp giùm em hoa 2 ịt. Hoa 2 ịt 180 nè, đợi chút xíu em lên quần với áo với sọt không. Sọt hôm nay size bự nhiều lắm. Sọt hôm nay size mà từ 70kg trở lên nhiều lắm. Sọt 120. Mấy chị đợi em nha. Đừng nôn. Đang bệnh đau cổ họng lắm. Sáng giờ nằm chịp bẹp. Chị có đá cái ngựa thôi chứ ngồi ra không biết làm gì trơn. Bộ này size L nè. Là 68 đến 75kg nè. 75-77kg nè. Bộ này size L. Bộ hoa size L ha. Chị nào chốt bộ hoa size L chốt giùm em hoa. Hoa của Na Nguyễn nè. Hoa 180 của Na Nguyễn. Hoa 180 của Na Nguyễn. Sao Na Nguyễn không lấy bộ lon cam? Trời ơi, lon cam đẹp trắng trẻo muốn chết luôn. Đẹp và trắng trẻo muốn chết luôn nha. Hoa của Na Nguyễn nè. Hoa này size nhỏ nè. Hoa này size dưới 77kg nè. Để coi thử có hoa của chị Tâm Trương không. Dạ, hoa có một bộ rồi nha.
lấy hoa hả Kiều Phương? Dạ ok, chị Kiều Phương mở ra nha Bi, mở ra xếp lại đàng hoàng. Kiều Phương lấy hoa nè, đợi em coi thử bộ nào còn size 2 em chốt cho chị Tâm nha. Nè, bộ hoa size L của Đỗ Thị Thu Thủy nè, để coi thử có size 8 mấy, để coi thử có size 8 mấy của Trang Trang không ạ. Hoa của Đỗ Thị Thu Thủy nè, 180, coi lộn nha, coi lộn. Hoa của Đỗ Thị Thu Thủy 180 nè, hoa của Đỗ Thị Thu Thủy 180 nè. Nhưng mà vừa không, sợ không vừa nè, hoa của Trang Trang nè, hoa của Trang Trang nè. Rồi đây nè, em có một bộ xanh size L nè, 68-77kg, bộ xanh lining. Về cái này mà giặt á, giặt phơi lên khỏi còn giặt nha. Em nói thiệt, 180 lining hàng hơi bị xịn, mấy chị thấy nhầu vậy á. Nhưng mà hàng lining nó khi mấy chị ủi lên nó đẹp lắm. Xanh, xanh này cũng dưới 77-78kg nè. Chị nào chốt xanh, chốt giùm em xanh. Ủa Na, sao Na không lấy cái bộ cam đi Na, đưa cái bộ cam lại đi. Nè, xanh có hai bộ nè. Nè Na, sao Na không lấy bộ này đi Na. Trời đất ơi, lấy bộ này đi Na nè. Nha, chốt giùm em xanh có hai bộ dưới 77-78kg xanh. Chị nào chốt xanh chốt lên giúp giùm em xanh. Chị nào chốt xanh chốt lên giùm em xanh nha. Xanh mấy chị. Ai chốt xanh chốt lên giúp giùm em xanh. Và đen. Và đen có một bộ. Và đen có một bộ quý vị ơi. Đen có một bộ nha. Đen có một bộ size L ha. Đen có một bộ size L coi nè, em 82kg nè. Em có một bộ size L. Đó, chị nào chốt bộ này, trời ơi, lining nó đã. Kiều Phương em mới nhắn tin cho chị. Trời ơi, lining nó đã lắm mấy chị. Nha, lining nó đã dữ dằn. Chị nào chốt lining, chốt lên giúp giùm em. Đen. Đen trong lòng, đen đen ra. Phương Thảo nè. Phương Thảo đen nè, 108 của chế Phương Thảo tỉnh nè. Cam 87kg của chị Thu Đăng nè. Ai gì mới in Thu Đăng lỡ rồi con. Đó của ai à? Rồi Thu Đăng 108 nè. Dạ em còn hai bộ xanh nha quý vị. Nè mấy chị ơi, cái màu xanh này là mới sạch sẽ và trắng trẻo nè, xanh ngọc ha. Cho nên chị nào chốt xanh thì chốt xanh giúp giùm em nha. Còn hai bộ xanh, cột lại hai bộ này. Rồi em lên nha mấy chị, hai con đầm nè. Em có con đầm đi tiệc lên trước nè. Con đầm này em qua cô Đinh Ái Lý lấy nè. Con đầm này em qua cô Đinh Ái Lý lấy nè. Đầm này em qua cô Đinh Ái lấy nè. À, cam bông khách lấy rồi chị Dung Tô. Trời bữa giờ mới gặp chị Dung Tô lại ha. Bữa giờ chị Dung Tô đi đâu vậy? Nè, cái con đầm này mà em nói mấy chị về, mấy chị mặc mấy chị chỉ có phê lòi thôi. Mấy chị sẽ không có bị sợ chật ha. Nó phê lắm. Nó phê lắm mấy chị nha. Đầm này size từ 70kg đến 85kg nè. Chốt giùm em đầm hoa 280. Đầm hoa 280.000 đầm hoa. Đầm hoa này em có hai con nè. Lên cho mấy chị con đầm nè. Mấy chị coi vải nè. Đẹp không? Em lên nha mấy chị, một con đầm ren 300 nè mấy chị. Nhìn giúp em ha. Có một con nè ha. Có một con duy nhất là nha mấy chị. Kiều Phương 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại em xã biêu chị nha. Xin không? Chị Kiều Phương 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xã biêu. Chị nào mà size 16, chị nào mà thường mặc size 16 tậu con đầm hồng này để dành đi đám cưới nha. Chị nào mà mặc size 16 á, khoảng cỡ dưới 85kg nè, tậu con đầm này để đi đám cưới, nhà bệnh hết rồi đó. Đẹp không mấy chị? 75-85kg đầm hồng 300. Tậu con này để đi đám cưới nha. Hôm nay chế nào thích sọt rinh, rinh lửng, ngồi lại đây. Giá rẻ đó. Chốt giùm em đầm hoa ha. Chốt giùm em đầm hoa. Rồi con đầm đó không ai mua đưa lên em nha. Để bây đưa nước xuống mình. Rồi lên tiếp đầm mặt nhà cho mấy chị nè. Dạ đầm này chỉ có 108 thôi nha. Đầm này chỉ có 108 thôi. Cho nên chế nào chốt thì tranh thủ chốt giúp em nha. Đầm này chỉ 108 thôi mà nó là thun.
nó là thun 4 chiều nha, nó là thun giống như là thun thun bộ vậy á, thun co giãn 4 chiều vậy á. Chứ nói mà đầm này để mặc đi tiệc xuất sắc là này kia là không có nha mấy chị. Bữa sau khỏi uống nước ông này nữa đi, uống cà lần nào cũng bị hôi á, không hồi cà thúi. Sao để tôi uống trà đá đi, ai uống gì uống đi. Đầm này size 90-100kg, đầm này chị Tâm mặc được nè chị Tâm. Đó, ở đây nó có nhíu lại nè. Đó, ở đây nó có nhíu ngực, nó có nhíu bụng nè. Đầm này 180 chị để mặc nhà thôi. Mặc nhà mặc đi tới đi lui. Nhưng mà thun nó là cô tông, thun nó là thun co giãn 4 chiều. Và con này rất là mát. Mà đầm này thì size 90-100kg nha. Chị nào chốt đầm hoa chốt giùm em, mấy chị thấy nó nhíu ngực không? Nó nhíu bụng không? Nó nhíu bụng từ trên xuống dưới vậy nè. Rồi chốt giùm em đầm hoa beo. Đầm hoa beo này 180 nha. Chị nào chốt hoa beo 180 chốt lên giúp giùm em hoa beo 180. Em có hai bộ đồ thể thao nè. Em có được hai bộ 250.000 bộ. Chế nào chốt được thì may mắn thôi. Nhưng mà bộ đồ thể thao này là đồ thể thao đi chơi, bộ này ốc tiêu được nè, ốc tiêu. Bộ này ốc tiêu được nè, 250 nè. Ốc tiêu ơi, 250 nè, ốc tiêu. Chân váy nha, chân váy có xẻ đùi nha. Chân váy có xẻ đùi. Chị nào chốt chân váy có xẻ đùi chốt lên giúp giùm em. Đây, dễ thương không? Bộ đó mấy chị, bộ này mang với giày thể thao là hơi bị đỉnh nha. Bộ này mang với giày thể thao là hơi bị đỉnh. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Bộ này mang với giày thể thao là ok luôn. Lấy một con đầm đó cho chị Tâm Trương 180. Tâm Trương 180. Con nào cũng được, hai con một size ha. Chốt giúp giùm em. Chốt giúp giùm em đầm nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em chân váy. Ủa chị Tâm, có chị Trần Tuyền vừa ủi chị Tâm vậy, chị hai mất rồi có ảnh hưởng gì tới đám của bé về không chị? Bộ này đẹp lắm chị Trần Tuyền, bộ này mang giày thể thao đỉnh lắm chị Tuyền. Bộ này mang giày thể thao lên là bao đỉnh cho chị luôn á. Mang giày thể thao lên bao xịn xịn luôn. Trần Tuyền 250, còn đúc. Có hai bộ à. Trong cái lô đồ nó về nó có hai bộ à mấy chị ha. À trong cái hai cái lô đồ này nó về nó có hai bộ thôi. Quế Dương đó là hết rồi đó. Quế Dương bộ, Trần Tuyền bộ, hai chị gần gần số ký với nhau á. Hai chị gần gần số ký với nhau á. Chị nào mà ưng đầm dây thì lấy cái con đầm body nha. Lấy con đầm body sọc hồi nãy ha. Đó, chị nào ưng đầm dây thì lấy đầm body sọc hồi nãy. Rồi đầm này 220, đầm sơ mi tối hôm qua nè. Chế nào mà tối hôm qua chưa chốt kịp đầm sơ mi. Chế nào hôm qua chưa chốt kịp đầm sơ mi thì hôm nay chốt nha. Sơ mi lining đã không? 220.000. 220.000. Dạ vừa em mới lấy á chị. 220.000 em có màu đen là đầm này để chút treo hết lên. 220.000 đầm màu đen là lining. Lining đen. Đo thử cái dòng đầm này là ý yên dừa nè mấy chị, để đo thử cái dòng bụng nha. Đầm này vải không có co giãn. Đầm này nếu mà chị nào mà bìa ngang bìa ngực trăm á thì lại phải lấy đầm này giờ vú 101 ha. Tại vì cái lining này nó không có co giãn, mà khi mấy chị mặc những con đầm sơ mi này mấy chị buộc lòng phải trừ hao ra nha mấy chị nha. Rồi đầm đen kèm số ký đi. Đầm đen này size dưới 70-90kg mặc thoải mái nha. Rồi hôm nay nó có cho mấy chị cái màu này, hôm qua mấy chị chưa có nè, màu cam đất. Màu cam đất nè, hôm qua chị nào chưa có đầm đen màu cam đất thì hôm nay quất nè. Đó, cam đất size L là size nhỏ nhất nha. Cam đất nè. À dạ. Đó thì em sờn vậy. Đầm cam đất nè. Chị nào chốt cam đất chốt giùm em, cam đất này 70-90kg bao đẹp cho mấy chị nha, cam đất nè. Chị nào 100kg, à chị Tâm 100kg lấy đầm này nè. Chị nào mà khoảng cỡ từ 85. Chị nào mà khoảng cỡ từ 90-100kg lấy màu này nè. Màu này chị Tâm nè, chị Dung Tô nè, chị Lương Hằng nè, chị Kéo Tiều Teo nè. Đó, đầm vàng nè mấy chị. Trời ơi, con này mấy chị mặc lên thích lắm. Túi hai bên nè, nó là hàng Việt Nam xuất khẩu mà ha. Dạ, tối nay gửi đồ cho chị Hương nè. Sọt chị Hương ra đi. Chị Hương có đặt hai bộ đồ, sọt ít trên lời cho chị Hương. Rồi đây là đầm vàng, nhưng mà đầm vàng nè mấy chị, màu rêu size 70-90kg nè.
Chị nào chốt rêu chốt lên giúp dùm em, rêu nó có size lớn nha. Rêu nó có size lớn cho nên mấy chị cứ cứ bình tĩnh mà rung đi. Đủ không ạ? Đủ chỗ treo nó cũng còn mười mấy con nè. À, có quần thể thao nữ à chị. Cái đầm này có nhiều size lắm nha, nhiều lắm. Cho nên mấy chị là cứ thoải mái mua đầm này đi ha. Em có đầm đen size lớn 100kg nè. Chị Dung Tô có muốn lấy thêm không? Em có là này không phải này quần à. Cái lỗi này quần rồi mấy chị. Này quần nha. Nào đầm mới quăng ra. Nhíp đen của em bị trật chân cao quá hay sao à chị? Cao quá hay sao à chị? Nè đầm đen nè. Chế nào chốt đen này mấy chị mặc, chứ da giày thể thao mấy chị mặc đi đâu, đi chơi đi bời rồi nó dễ chịu lắm ha. Đi chơi đi bời rồi dễ chịu lắm. Chờ em lên quần cho mấy chị nha. Cắt bao đồ này ra trước rồi đi. Áo quần là áo. Rồi lên hôm nay 3 mẫu áo cho mấy chị nè. Đưa lên phát xỉu ngang. Đưa lên một phát xỉu ngang luôn. Đầm beo không phải lộn. Lộn áo sơ mi. Áo sơ mi 140 nè mấy chị. Mấy chị ơi, chốt con này nè. Cha em thêm hai móc lỗ anh Tư. Trời ơi, nói nghe nè mấy chị, sơ mi hôm nay nè, sơ mi nhún ngực nè. Trời ơi đẹp lắm, hàng Việt Nam xuất khẩu luôn nha. Một con màu trắng 140.000 con nha. Ai chốt 3 con thì bớt còn 360. Rồi đầm caro bẹt vai, mã xanh đột chuối nè. Rồi một mã nữa là mã tím nè. Một mã nữa mã tím nha mấy chị nè. Một mã nữa mã tím. Rồi đây nè. Đây, 3 mẫu áo sơ mi ngày hôm nay. Sơ mi có coi dễ nha, nhưng mà sơ mi này không phải sơ mi rộng, sơ mi ôm là vô người nha. Mã tím nè, mã xanh đột chuối nè, và mã trắng. Rồi em có 3 mã áo, 140.000 cái áo 3 con. 140.000 một cái, 3 con thì 140.000 con, 3 con thì tính mấy chị 350 ha. Đây, chị nào chốt áo sơ mi này, trời ơi con này mấy chị mặc chiếc quần đen hả? Con này mấy chị mặc dưới quần đen mà bao đỉnh nha mấy chị luôn. Con này mặc dưới quần đen là không có lối thoát luôn nha mấy chị. Đẹp không có lối thoát ha. Con này mặc dưới quần đen là đẹp không có lối thoát. Chị nào chốt mã này chốt lên giúp giùm em mã này. Màu trắng. Chốt lên đi, chốt kèm số ký đi. Rồi em tự lấy size cho mấy chị cho yên tâm nha. Chốt kèm số ký đi. Con màu tím đẹp lắm mấy chị. Con màu tím ở ngoài xinh lắm. Nè con này nè. Con này ngực vừa đúng 101 nè. Rồi con này size L. Lấy cho mấy chị Trần Tuyền Thúy Nguyễn Thị là size L. Thử ra, thử một con. Mấy chị cứ chốt kèm số ký lên đi. Chốt màu kèm số ký đi ha. Ý Yên sẽ lấy cho mấy chị màu kèm số ký. Con này là ngực 101 nhưng mà khoảng 105 thôi. Con size L nè. Cho nên mấy chị chốt màu kèm số ký giúp em nha. Hồng ánh màu trắng XL. Lôi áo này lên đây Tây. Tây à. Lôi ba áo màu dưới cùng lên, để cái bao cho dưới cùng, đẩy dưới cùng nè. Lôi lên. Dưới cùng này nè. Rồi xong rồi đó xếp quần để like nè. Nguyễn in ra hồng ánh trước con. Lôi kiếm cái màu trắng đi Ti. Lôi nó trắng nó lên trước đi. Rồi XL của Hồng Ánh là 140. Hồng Ánh 140.000. Thế Nguyễn Thị cứ chốt trắng với tím của Trần Tuyền XL. Trắng với tím của Trần Tuyền. Rồi trắng có nè tím.
Tím XL của Trần Tuyền. L bỏ ra sau lên cho biết L. Rồi, Trần Tuyền hai con nè. 104, 208 tính Trần Tuyền 206. 206 của Trần Tuyền. Chị Trang Diễm size L, một áo ắn và một áo ắn. Coi Trang Diễm lấy màu gì á con? Áo xanh hả? Áo xanh và một áo trắng size L. Một trắng là trắng size L đâu. Rồi trắng size L là một áo xanh. Một áo xanh size L. Rồi một trắng một xanh của chị Trang Diễm 206 nè. 206. Tím size L của Helen Thảo. Tím size L của Helen Thảo. Con này đẹp lắm mấy chị. Về mặt thử đi, 104 của Helen Thảo. 104 của Helen Thảo. Áo ba màu thích rộng. XL của chị Thúy Nguyễn Thị ba con. Ba con XL của Thúy Nguyễn Thị nha. Kiếm một con trắng XL nữa. Rồi ba con của Thúy Nguyễn Thị 350. 350 của Thúy Nguyễn Thị. Dạ trắng xanh ok chị, 76kg. Chị lấy XL, chị muốn ưng thì em đổi size L. Chị size L là bìa ngang vừa đúng 101 á. Chị thích ưng thì em đổi size L cho chị nha. Xanh với tím của chị Thảo Hồ XL. Xanh với tím XL của chị Thảo Hồ. Hai cái 206 của chị Thảo Hồ nè. Hai cái 206 của chị Thảo Hồ. Dạ, chị Hồng Ánh cái tím XL. Tím XL còn không? Tím XL còn không đây? Sợ hết rồi đó chị. Rồi tím XL của Hồng Ánh. Hồi nãy là giá nhiêu ta? 206. 206 mà nãy chị Hồng Ánh lấy một con rồi hả? Đúng rồi. À, nãy là 104 hả? Chị con này ghi cho chị Hồng Ánh 102 đây. Dễ thương chưa? Trinh Võ một con size L màu trắng. À, chị Trinh Võ này XL. Chị Trinh Võ lấy một con hả? Con này đẹp lắm. Em nói thiệt, về mặt form nữa ngày mai kiếm không có đâu. Trinh Võ 104 nè. Lấy ba cái. Lấy em ba cái. Ngọc Dầu Nguyễn Thị lấy ba cái XL. Ba cái XL của Ngọc Dầu Nguyễn Thị. Kiếm con trắng XL nữa. Rồi ba con 350 của Ngọc Dầu Nguyễn Thị. Rồi trắng hết rồi hả? Hết rồi đó. Chị Ngọc Dầu Nguyễn Thị còn có hai con rồi nha. Hai con 206 và 206 của Ngọc Dầu Nguyễn Thị. Tối đi bill của Thảo Hồ, tối đi bill của Thúy Nguyễn Thị. Dạ. Không, lần đầu tiên mà em thấy cái con mã áo nó đẹp. Hôm qua em có con caro đỏ cũng đẹp. Con này xinh quá trời, mấy chị coi trước nó làm nhíu nhíu. Con này xinh lắm. Trời, con này mấy chị mặc cái quần tây, đặc biệt mặc cái quần tây nha. Không có còn gì keo sang, mẫn sang, trọng nha. Tại gì đi? L, XL. Trắng còn XL. Trắng có XL. Rồi, rồi. Này đẹp thôi mấy chị ha. Này đẹp. Rồi lên tiếp mã nha. Ti lên mã quần này nè Ti. Rồi. Rồi lên mã quần 120 cho mấy chị. Mã quần này bữa giờ chị xin đi trương chốt là hơi bị nhiều rồi đó ha. Mã quần này có size từ đo nha, đo eo ha. Rồi đo eo size 13 trước. Quần này có 120.000 kaki mà co giãn hai chiều đẹp lắm nè. Túi nè, nắp ở sau nè. Túi ở sau có nắp nè. Nắp ở sau có túi nè. Dạ túi ở sau có nắp nha. Dạ hết rồi, hết size nha. Size kia chị giàu không vừa. Size kia chị giàu không vừa. Dạ size 13 là eo đã 98-100 rồi. Size 13 eo 98-100. Size 13 eo 98-100. Đổ hết rồi kìa, đổ nước rồi kìa. Size 13 eo 97-98-100. Size 13. Size 13 eo 97-98-100. Size 13 eo 84, con này không có chị ơi, con này size 13. 13 của Trần Tuyền 102 nè, xanh đen. Trần Tuyền 102. Có 11 nữa đó Ti. 13 là chị Thiên Nguyễn đợi nha, eo 84 con này không có. Size 13 của Trần Tuyền có 102 mà mặc rất là sướng. Mặc đứng lên ngồi xuống em nói mấy chị phê lòi luôn. Mặc đứng lên ngồi xuống con này mấy chị phê lòi là có thiệt nha. Chị nào chốt size 13 chốt lên giùm em size 13. Size 15 eo nhiêu? Size 15. Size 15 eo 105.
Size 15 eo 105. Size 15 eo 105. Size 17 là của chị Thê Nguyễn nè. Chị Thê Nguyễn 95kg eo 100. Nè chị Thê Nguyễn nè. Chị Thê Nguyễn quần xanh 120 nè. Size 14. Size 14. Ủa mà sao đây có size 14 nha. Em này nhớ nó có size 14. 11 là eo 94-95. 11 là eo 94-95 nha. 11. Cho nên chế nào chốt 11 chốt lên giúp dùm em 11. Thất mẹ quê mẹ. 11 là eo khoảng cỡ 93-94-95. 11 là eo 93-94-95. Đúng rồi mấy chị. 11 93-94-95-96 eo 10 size 11. Chị nào chốt size 11 mã xanh đen chốt dùm em rồi qua mã nha. Rồi lên tiếp mã xám, mã lông chuột nè. Lên tiếp cho mấy chị mã lông chuột. Rồi mã lông chuột size 13 giống vậy luôn. Mã lông chuột chị Trần Tuyền ơi. Mã lông chuột nha, ai chốt lông chuột chốt lên giùm em lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt lên giúp giùm em lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt lên giúp giùm em lông chuột nha. Đây size gì? Lông chuột, lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt lên giúp giùm em lông chuột. Quần này là em lấy về em để dành bán đó, chứ qua tour rồi kiếm đâu có hàng đâu mấy chị. Qua tour mấy chị kiếm hàng này không có hàng nha. Tối nay like được nhiêu like đi được nhiêu đi nha mấy chị. Ủa bị đứng máy hay là sao ta? Coi chút nhúng có gì vậy ta? Sao đứng gì vậy? Trả bill chị Kiều Phương à. Hồi nãy bộ hoa size nhỏ. Hồi nãy bộ hoa size nhỏ dưới 77kg có ai chốt không? Chị ơi, hai cái đầm của em nhà mai có chưa dặn đi đám cưới chị thử. Tại vì chị biết sao không? Chị nói em không có hiểu, cho nên em đâu có biết chốt cái gì cho chị Ngọc Dầu Nguyễn Thị Hàng. Chị là đi rồi đó mà không biết kịp hay không, mà không biết trong bill đó có hay không chị. Tại vì chị comment nhiều lúc em đọc em không hiểu luôn chị Dầu, thiệt sự rất là muốn bán cho chị luôn á. Mà nhiều lúc chị comment em không có hiểu. Cái này quần này size 95, eo 95 là nhỏ nhất rồi chứ. Nha. Rồi lông chuột. Quần này bỏ trên cầu thang nè anh Tư. Cầu thang hay kệ gỗ nhà dưới. Hồi bữa bỏ đâu ta? Lấy cái bao bỏ vô. Không có eo 92. Không có eo 92 chị. Có đầm eo 92 không? À, đầm eo 92 nhiều lắm chị. Ngồi chơi với em đầm. Chị vào trang bay của em chị coi đi. Tất cả những mẫu đầm nhà em đều có size. Đều có size eo từ 80 mấy lên trở lên nha chị. Có con này eo khoảng cỡ 93-94 nè. Có con cà phê nè. Đó màu cà phê. Ai chốt màu cà phê chốt giùm em màu cà phê nha. Dạ thông báo hôm nay được một con trắng nè. Thông báo hôm nay có được một con trắng 120 đẹp không mấy chị? Trời má ơi con trắng 120 đẹp quá. Con trắng 120 đẹp quá. Chị nào eo 100 hút con trắng 120 đi. Trời ơi chế nào mà eo 100 chốt con trắng 120 trúng mánh một khúc luôn. Em nói thiệt. Chế nào mà một em 100 á chốt cái con màu trắng này đẹp lắm luôn. Ừ có con trắng eo nè, có hai con trắng nè. À, chị cờ sao rưng rộng. Chị con sao cờ sao rưng con này rộng nha. Con này rộng, eo 90 mặc tụt vú á chị. Eo 90 mặc tụt vú để chút chọn mẫu khác nha. Con này eo 100 là trời má ơi, hai con trắng eo 100 đẹp quá trời luôn. Con trắng này là con trắng hàng hiếm, hiếm có lắm. Nè, bữa nay dớt vô con đen nè. Con đen này chị Thê Nguyễn lấy được nè. Chị mặc tuột vú như chơi. Chị Thê Nguyễn lấy con đen này nè, sai chị nè. Một là chị Tâm Trương, hai là chị Thê Nguyễn. Một là chị Tâm Trương, hai là chị Thê Nguyễn. Lâu lâu nó mới có con hàng giá rẻ mà đẹp dễ. Chị tính ra đề giá rẻ chứ bộ chị Rưng 120 ngàn mà hàng này quá rẻ luôn à. Chốt giùm là quần jean Việt Nam xuất khẩu 120. Cái này lên cầu thang nha. Có một con size 17 nè. Một là chị Thê Nguyễn, hai là chị Tâm Trương, ba là chị cái gì Phương Phượng gì đó. Đó là những cái chị mà màu cà phê có size. Em lấy em con có size màu cà phê nè. Trà My, ủa nãy giờ sao comment không thấy ta. Rồi cà phê của Trà My nè. Trà My 120. Màu cà phê đẹp lắm. Mà tự nhiên ở đây lọt đâu vô hai mẹ trắng hết chứ.
quần đen 120 của Trinh Võ. Đen 17 này, đen này của Thảo Hồ nè. Chứ Trinh Võ mặc con này cũng bị rụng, chỉ có hai con trắng này là Trinh Võ được nè. Chị Trinh Võ lấy màu lông chuột đi. Chị Trinh Võ lấy màu xanh đen, lông chuột hay cà phê đều có size chị mà. Hai con này anh Tư bỏ giùm em vô bịch bóng gương anh Tư. Ngày hôm nay em về quần legging nha mấy chị nè. Nhưng mà em nói thiệt, quần này 120.000 một con. Chị nào chốt 3 con thì em tính cho mấy chị với giá là 300.000. Nhưng mà quần này em bán đây là năm thứ 5 mà bây giờ em mới thấy cái lọt quần này về ha. Mấy chị mua một quần 120, hai quần 120, 240 là 220, mà ba quần thì 300. Ờ vậy đi. Quần này đẹp chị, quần này đẹp là sự thật nha. Bởi vì em hốt hết kho đã đưa hết quần legging vô đây đi. Bởi vì em hốt hết kho là vậy á mấy chị. Quần trắng này nó size, quần trắng này nó size eo trăm, nó là size phải như em mấy chị, 80kg. Chị bị rộng á. Đúng rồi, Trà My là eo bằng chị. Đưa quần eo trăm luôn á, gớm không? Đưa quần eo trăm luôn nè. Đâu rồi chị? Chị đưa cái quần legging với mày đưa gì chị vậy? Rồi đưa hết cái legging này vô. Tối hôm nay có được mấy con quần tây á. À, trắng eo 105, mặc vừa thì vừa đó mà nó ủ cái mu lên nha. Mấy chị coi con legging nè. Trời ơi legging điên. Ở lộn, legging đen. Legging nào mà legging điên. Legging này tới ngay đầu gối nè. Mấy chị là phải chốt phải 2-3 con trở lên. Nó mới hẻ lòng hẻ dạ. Chốt legging kèm số ký cho em. Vải quá đỉnh luôn. 120.000 một con, hai con 220 và ba con thì 300. Đó vậy đó, y vậy á. Nha. Chốt một chị ba con cho em, tại vì sao vải đỉnh lắm mấy chị. Vải đỉnh không có nói nên lời đâu. Nè. XL nè. Trời ơi, vải cái con lấy jean 7 tấc thì lên nó đã lắm mấy chị. Nó đã không có đường thoát luôn. Nha, nó đã không có lối thoát luôn nha mấy chị. Vừa đã vừa đê mê vừa sướng. Đã đê mê xuống, chị nào 100kg có size luôn. Chị nào 100kg có size quần này luôn. Chốt giùm em legging kèm số ký 120.000 con. Ba con, trời ơi con này mấy chị. Em bán đây là năm thứ 5 rồi á, em mới gặp cái lô legging đen. Mấy chị thấy quá bình thường đúng không? Nhưng mà để mấy chị kiếm những cái con hàng Việt Nam xuất khẩu như thế này mấy chị kiếm không có. À, quần legging mà tới ngay đầu gối. Quần này mấy chị mặc áo thun rộng nè. Mặc với cái gì form dài, mấy chị mặc với cái gì cũng thích hết ha. Em nói rồi, có size từ 60 đến 100kg, chị Hiền Ngọc chỉ còn chốt bao nhiêu quần. Quần kèm số ký, số quần kèm số ký, số quần kèm số ký là em lấy hàng ha. Ba quần của chị Thảo Hồ nè, size XL. Kiếm quần XL anh Tư ơi. Quần này L nè. Ba quần của chị Thảo Hồ XL. L nè. Con 120 nữa. Ba con 300. Ba con 300 của chị Thảo Hồ. XL. Mặc thay quần váy được nếu em thích form hơi dài, tại form này nó tới gần đầu gối. Hai con rồi nè, thêm con nữa thôi. Nó có một cái cục riêng á. L nè. Này hai ít nè, để trước mặt người ta biết. Hai ít là size của chị Tâm rồi đó. L nè. Hai ít là để trước cho em. Trời con này mặc sướng lắm mấy chị. Em nói thiệt mà. Rồi ba con XL của Thảo Hồ nè. Rồi em đi ngủ đây. Có đầm 80kg chị Huyền Huỳnh. Một con 120, hai con 220, ba con 300. Một quần XL của Trần Tuyền. Một quần XL của Trần Tuyền. Một quần XL đây nè, XL. Trần Tuyền 120. Một quần hay của chị Thê Nguyễn nè, hay. Một quần nè, đã không chị Thê? Trời ơi, quần đã lắm luôn. Một quần của chị Thê Nguyễn 120. Lấy ba quần của chị Lâm Hằng Homestay. Lấy ba quần ở trước nè anh Tư hay nè. Hay. Đó, hay. Rồi ba quần của chị Lâm Hằng 300 nè. Chị Nguyên Phạm hai con nè. Quần này á em nói chị nó xem xém, nó còn như cái quần tôm mì bữa chị mua 180 đó. Hai con 220 của chị Nguyên Phạm nè. XL hay 1X? XL. Cái bên đó là L. Để mai em lên coi, em coi thử còn mã này không, em bút mẹ hết đi. Cái hàng này lâu lâu mới có bán luôn. XL trước anh ơi.
Có thiệt mà, quần này đã mai em lên coi em hút mẹ hết đi. Hút mẹ về để dành bán. Chứ đâu có hoài đâu mấy chị. Hôm nay lên áo cũng đẹp quá trời luôn chị Lâm Hằng. Nó màu mà nó không có sai chị. Nó màu xanh đột chuối nè, màu tím nè. Màu xanh đột chuối, màu tím với màu trắng mà nó không có sai chị mới ác chứ. Thiệt, thiệt sự là không có sai chị. Rồi áo ba lỗ. Áo ba lỗ nút nha, rồi 100.000 con ba lỗ nút. Nè cho mấy chị coi ba lỗ nút gon nè. Ba lỗ nút gon 100.000 con hàng Việt Nam xuất khẩu. Nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Rồi phân áo ba lỗ tùy à. Phân áo ba lỗ. Đầm đen tay dài là cái đầm đang mannequin đang mặc hả chị, 280. Chị Cúc xin vô cái bay nhà vô nè, con này size L. Size L này còn cỡ dưới 72, 73, 74 kg thôi nha. Size L. Nha mấy chị nha, size L. Chị nào chốt size L thì chốt giùm em size L. Mã tím nè, 100.000 con. Nó có mã tím. Mã trắng có mấy con rồi, đưa coi trắng nè. Này size L là dưới 74 kg nha. Trắng nó có một con rồi mấy chị. Dạ trắng có một con rồi, đưa hết vào đây. Rồi cái con tím XL nó còn cỡ dưới 82 kg nha. Con tím XL là còn cỡ dưới 82 kg. Nó có tím nè. Cho mình cái đằng, cho mình cái coi cái màu tím đằng sau bạn nhé. Màu tím đằng sau là áo sơ mi á chị Hiền Huỳnh. Tím đằng sau Hiền Huỳnh, cái tím đằng sau là tím áo á. Áo em mới nói á mấy chị. Áo 140 nè, mã tím nè. Mã tím nè. Mã xanh đột chuối nè. Và mã trắng. Và mã trắng tại vì em không ủi lên nha mấy chị, chứ con này lining vải đẹp cực kỳ, có co giãn. Trắng gì vậy? Rồi tôi ép chị vậy chị bà nội. Rồi ghi tiếp cái bao anh khoe chị Hạnh đi. Không chị, nãy trả lời từ nãy rồi mà chị Thanh Nguyễn. Gì? Rồi, lấy cái bao ghi áo ba lỗ. Áo ba lỗ 100.000 con, lấy cái mấy cái bì 5 kg á. Nha. Lấy cái bì 5 kg. Rồi con áo này bán với chị 50.000 nè. Áo này dòng vú dưới 115. Áo này bán với chị 50.000. Dòng vú áo này dưới 115 nha. 50.000. Chị nào chốt 50.000 chốt lên giúp giùm em áo 50.000. Chốt lên vô lớp giúp giùm em áo 50.000. Chị nào chốt áo 50.000 chốt lên giúp giùm em, nó nhiều màu lắm. Đưa cái áo rồi em làm coi. Đẩy ra mình áo kìa. Ba lỗ đâu? Ba lỗ có mấy cái trên nha, mấy cái trên nha. Áo ba lỗ này có đen nữa nha mấy chị. Có sao 80 kg không? Là sao chị Hiền Huỳnh ơi, có sao 80 kg không là sao em không hiểu nha. À, có sao 80 kg là sao là em không hiểu. Áo này áo đen nè, đen nút nè. Chị nào chốt đen nút chốt giùm em đen nút kèm số ký nha mấy chị. Hôm nay em có mấy con zoom nè, 280. Em có mấy con zoom lính. Mấy chị vào trong fanpage của em, mấy chị coi cái mã lính này người ta mặc lên đi. Mê ly luôn. Mê ly và đẹp lắm luôn, sao mỏ mới quạt lên. Sao hả? Ăn không tiêu. Dạ. Ăn không tiêu. Ăn không tiêu hả? Ba lỗ đen XL của chị Quế Dương. Tây ơi kiếm con XL cho chị Quế Dương đi. Màu gì đen. Nè mấy chị coi con zoom nè. Mấy chị coi con zoom lính 280.000 nè. Trời ơi nó đẹp bà cố luôn mấy chị. Nó đẹp và nó hay lắm nha mấy chị nha. Con zoom này 2 ịt nè. Khoai áo 80 kg màu tím. Lấy cái áo tím này nè. Áo này 100.000 của Quế Dương nè. Rồi lấy con tím XL này đi Tây. Tím XL 140 này đi cho chị Hiền Huỳnh. Zoom này mấy chị cần, chị nào cần zoom lính này thì báo em kiếm số ký cho mấy chị, nó chỉ có vài con thôi. Cho nên chị nào ưng zoom lính thì báo em ha. Zoom lính này ở trên fanpage em có hình người mẫu mặc. Cho nên cái này là chút nữa treo lên zoom lính ha. Cho nên chị nào mà chốt zoom lính thì chốt lên giúp giùm em. Rồi áo tím 140 của chị Hiền Huỳnh nè. Màu xanh đột chuối bao đẹp luôn nha. Thông báo xanh đột chuối bao đẹp. Rồi lên nha mấy chị cái mã quần. Cái mã quần mà mấy chị nên chốt nè.
đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này mấy chị. Cái mã quần này em về bao nhiêu nó cũng hết hết trơn hết nha. Em về bao nhiêu cũng hết là mã quần này, tại vì em không hiểu nó may bằng cái vải mà đồ bơi á, cho nên cái quần này nó đẹp lắm. Nè mấy chị, ở dưới chân nè. Nhưng mà cái quần này size từ 70kg trở lên nha, quần này nó có dây rút bụng, mấy chị đừng sợ chật sợ rộng ha. Nhưng mà cái confirm quần này đẹp lắm. Mấy chế ơi, 70 đến 90kg mà con này nó đẹp đỉnh lắm. 70 thôi đừng mặc đây, 75kg trở lên nè. Con này nó đẹp đỉnh lắm mấy chị. Nó đẹp mà nó rất là đỉnh. Con này chị nào 95kg có, chị nào 95 đến 100kg có size nha. Chị nào 100kg thì quần này em cũng có size nè. Trời ơi con này đỉnh lắm, con này là 150 ngàn nè mấy chị. Đáng lẽ 160. Chốt giùm em mã quần xanh. Mã quần xanh. Chị nào chốt quần xanh chốt giùm em. Rồi lên nha mấy chị một cái mã lining nè. Mã lining màu bò rút dây. Lining màu bò rút dây, con này size 70 đến 85kg. Trời ơi con này đẹp lắm chị Thúy Nguyễn Thị. Con này đẹp cực kỳ luôn. Chốt giùm em quần bò rút dây. Quần bò rút dây kèm số ký giúp em nha. Có size, có ký, có size hết nha mấy chị. Quần bò rút dây. Chị nào chốt quần bò rút dây chốt lên giúp giùm em quần bò rút dây. Quần bò rút dây nha. Rồi coi vải lining nè mấy chị, đẹp không? Xuất sắc không? Rồi hơi bị xinh luôn nha mấy chị. Hơi bị xinh với mã này luôn. Mấy chị thấy không đẹp nhưng mà form lên, màu lên đẹp lắm. Form lên rất là đẹp, màu lên rất là đẹp ha mấy chị ha. Đây mã này là mã loan kem. Chị nào chốt mã loan kem chốt lên giúp giùm em mã loan kem. Mã loan kem. Mã này bỏ cho anh Khoa chị Hạnh luôn nè. Hàng cứ không đặt mà cứ bỏ vô, khó chịu ghê. Chị nào chốt mã lon kem. Mã này là mã rin nè. Mã rin nhưng mà mã này là chị The Nguyễn Dừa nè. Mấy mã lining này là 180 ngàn hết nha mấy chị, chứ không phải 140, 160 đâu ha. Chị hai cái áo. Quần dài hả, quần lỡ vậy chị. Quần này á hả chị, quần lining này là quần rút bụng, quần giống như dáng thể thao, quần rất cơ á chị. Ha à, bò rút dây kèm số ký đi. Chị hai cái áo. Chị lấy hai cái áo là hai cái áo nào chị? Cái bao quần legging đâu anh Tư? Quần legging nè. Bỏ vô BT ghi vô quần leg. Cái này ghi vô áo sơ mi. Sơ mi ba lỗ. Sơ mi ba lỗ là sao? Tay ngắn. Chán thiệt á. Ghi cái áo ba lỗ sau kia chưa? Rồi. Nhiều. Trăm ngàn. Rồi áo này sơ mi đem xuống dữ luôn. Rồi ti ghi quần legging đen nè. Legging đen 120 ngàn con. Tôi đưa cái legging đen đây cho nó thành một bao nè. Đó là legging đen hả? Bò rút dây nhiêu ký chị Trần Quỳnh? Mấy chị ơi mã rin nè mấy chị, mã rin nè. Mã rin size lớn là chị Trần Quỳnh. Chị Trần Quỳnh ơi con này có 1 2 con à. 90 95kg là chị Trần Quỳnh, đã không? Nó có 1 2 con rồi nha chị. Nè đây là mã Trần Quỳnh 95kg phải không? Để em coi bò rút dây à. Bà rút dây lining 108 nha chị. Dạ đi rồi coi cái vải rồi khoái. Nó size lớn hơn không ta? Size L. L bà rút dây. Lining 108. L. Thử ít L. Có size nhỏ à. Size nhỏ chị cà lăng nè, 108 nè, trời ơi, màu đẹp lắm chị. Quần này mà chỉ cần mặc chỉ một con áo thun ba lỗ đen, mấy bữa em bán 50, 70, 80, 100 là mê lắm. Dạ nó có nhiều mẫu đẹp lắm chị. Nó có nhiều. Trần Quỳnh á, mã rin có 1 con nè, chị Quỳnh có lấy mã rin thì lấy ha. Mã rin nó có 1 con rồi nha. Mã đen nó cũng có nè chị, mã đen cũng có. Nhưng mà cái size L này á, cái size L này nó cũng phải cỡ 75 trở lên. Mà chị cờ so rưng mà hốt vô cái trời má ơi, về mặt tụt vú luôn nha. Về mặt tụt vú là có thiệt ha. Rồi ghi là quần quần rút dây. Quần rút dây 108. Đây nè, Nguyễn Tua đi quần rút dây hết luôn. Legging rụng lại con nè. Ờ nó toàn size lớn không mà chị, uổng ghê luôn á. Lấy cái của chị Trần Quỳnh dưới này luôn nè anh ta. Đây nè. Bò. Nè có rồi nè. Trần Quỳnh nè. Lâu lâu nó mới có cái lô lining rút dây vậy thôi mấy chị, nó không có thường.
Bữa nay like được nhiều like nha mấy chị. Rồi lên đồ cho mấy chị ha. Rồi lên quần tây cho mấy chị. Lên quần tây cho mấy chị. Mỗi mẫu nó có vài con rồi nha mấy chị, 200 ngàn. À mấy chị coi quần tây nhà em đã. Rồi mấy chị mà cầm vô phô quần tây nhà em là mấy chị xỉu xỉu luôn á. Xỉu thiệt nha, chứ không phải xỉu giỡn đâu. Rồi lên mấy chị lô quần tây nè. Rồi quần này eo 100, 102. Chị Thúy Nguyễn Thị nè. Đó ha. Chị Thúy Nguyễn Thị nè ha. Đó quần này eo 100, 102 nè. Quần tây 200 ngàn con, 200 ngàn con quần tây. Nhà dưới hình như có bao bị đồng. Có bao quần Việt Nam xuất khẩu không tây. Rồi chị nào chốt quần tây eo 100, 102 chốt giùm em. Quần này mà lết dinh giả tay nè. Quần này kêu tự nhiên quần quần tây tây thun quá, tây lưng thun quá mấy chị nha. Quần này quần tây lưng thun có gân nè mấy chị, lưu ý giúp em nha. Đó đã không, trời lâu lâu mới kiếm được những cái hàng này luôn á. Hàng này mấy chị kiếm khó lắm, hàng này kiếm không. Quần này eo 101 nè, là quần này chị The Nguyễn đồ vừa nè, eo 101 là tương đương 90 đến 100 kg ha, 90 đến 100 kg. Quần này, quần này Bích Thủy mặc là ok nè, ok con gà đen nè. Quần này Bích Thủy mặc lên là ok, bao phê lòi luôn á. Trời ơi mấy mẫu đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Mà size lớn nè mấy mẫu đẹp không. Ôi mấy mẫu quần đã quá trời luôn. Mấy mẫu này mấy chị mặc lên ngồi xuống, đứng lên, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, không bao giờ rách chim. Thiệt mà không bao giờ rách chim nha mấy chị. Mấy mẫu này là không bao giờ rách chim, không hề rách chim luôn, không bao giờ. Uống hết chưa? Hả? Uống đi. Này có con sai lờ. Nó tụi nó cái nốt tôi không có để ra nó, mà nốt nó đó. Quần này 200 nè, nhưng mà quần này sai nhỏ tôi không hề để ra nó, cái nốt uống thuốc nó cũng dúng nữa. Dạ ok chị Tu Hô nè, trời ơi quần đó chị Tu Hô giờ cầm cái vải lên nó đã. Con này eo 90 nè, con này chị nào 70 kg lấy, con này chị cò so lấy được nè. Con này chị cò so lấy được nè. Quần này của chị Tu Hô nè, 200 nè. Quần này eo 90 nè, 90, 92, 93 nè. À, có một con size bé à. Ở đâu lọt vô mẹ size bé chứ đâu biết đâu. Ở đâu lọt vô, trời ơi quần này chị Tu Hô về mặc cái quần là thế nào chị cũng hỏi Yên ơi. Quần sao đã dữ rồi, nhưng mà lần sau hỏi cái em không nhớ hàng luôn. Trời ơi quần này đã lắm mấy chị, nói thật sự luôn á. Quần này mà về mặc một phát là mê tơi luôn. Nè lên mã quần tây size nhỏ nè. Lọt lọt được 1-2 con size nhỏ báo cho mấy chị nè. Đó size nhỏ đẹp không. Mấy chị coi form quần đi. Đã không ha. Mấy con này mà chị nào mà khoảng cỡ dưới 72 kg là hút mấy con này là đỉnh lắm. Còn sao hờ rưng gì đó. Nè con này eo 88-92 nè, đẹp không. Eo 88-92 nè, 88-92 mấy quần này nha. Chế nào chốt thì chốt lên giúp giùm em nha. Eo nhiêu đó tới nhiêu đó. 88-92. Hồi nói chuyện với em lên cho em đỡ cô đơn được không mấy chị. Hôm nay sao em cô đơn quá. Cho anh hung lên cái má. À, quần này eo 80, quần này eo 80kg, 82kg nè. Chị ơi, chị ơi, Tiến ơi, Tiến ơi eo 100. Đó, em có 3 con quần này em treo riêng nha. Con này eo 100 nè. Thì cái mẫu này xuống bỏ với cái bao quần tây hàng Việt Nam xuất khẩu nhà dưới luôn đi. Một bao đen á. Tuy hút mấy con thể thao thì bỏ qua những cái bao quần khác anh nha. Để cái quần này chiên quần này thôi. Quần tây nè, eo 100 nè. Hai con này eo 9 mấy nè. Anh Tư lấy cái móc mà có cái kẹp hai bên, anh Tư chia giùm em báo quần này lên. Thêm con này nữa, 4 con cho nó đủ. Cho nó đủ bộ đôi. Nhất là 3 cái em đều riêng đó nha. Hôm nay sao em cô đơn quá. Cho anh hung lên cái má. À cho thêm cái quần eo 100 anh nữa. Rồi bán quần em mới đưa anh nè. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ chim 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 chim. Uống chưa? Uống chưa? Uống đi, hồi đi cái bẩm bi thử là hết bệnh. Eo 100 nè. À, 200 ngàn. Lựa cho chị một cái. Chị Tu Hô á. Ừ, lựa.
Mai gửi hàng phải không chị Linh? Mai gửi hàng trừ chị Linh ra nha. Trời ơi, cái quần này chị Linh phải chốt hai con bởi đẹp lắm. Rồi Nguyễn Khánh Linh nè. Nguyễn Khánh Linh nè. Ba mà eo chị nó bé dữ vậy chị. Chị Trang Nhơn. Tại sao? Tại sao eo chị nhỏ như vậy? Đây. Trang Nhơn eo 85 88 được không chị? 85 83 86 88 được không? 86 88 là kéo độ co giãn đó. Nè, của chị Trang Nhơn nè. Đó. Vậy anh Tư treo giùm em một hai con luôn thôi. Treo bên này nè. Vậy tao khỏi treo anh Tư không? Không có sao nhỏ khỏi treo. 300 nè. Em nghe gì không với em. Hết quần đó rồi không? Rồi anh Tư đẩy bộ này lại. Nè em còn bộ xanh ngọc nè. Còn bộ xanh ngọc nè, size 70 đến 77-78 kg nè. Nhưng mà về ủi ra nha, vải linen á. Mà hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu. Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu cho nên khi mấy chị mặc bộ này lên đẹp lắm. Nói thiệt lòng, về ủi ra đi rồi biết Ý Yên có nói đúng không nha. Có để rồi chị Trang. 180.000 bộ này. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em 180.000. À, ai chốt 180 chốt lên giúp giùm em. Tắt giùm nè, không muốn nữa. Anh cái cục chì gì, anh cái cục chì gì vậy? Qua phi hôm qua nó gì nó năn nỉ tôi gì ơi ăn trứng cho con ăn cục chì. Giờ nãy tôi ăn cục chì ba cái cục chì, tôi ăn trứng thẻ có ba cục chì rồi, tôi sợ nó dính cái màu đỏ. Tôi liếm qua tôi liếm lại cho nó. Trời ơi. Thiệt, nó thích ăn cục chì của cái trứng lộn với trứng xả chị. Cái hôm nãy cái em ăn ba trứng xả xong em sợ dính cái đỏ đỏ vô cục chì nó liếm tới em liếm lui. Hèn chi giờ ăn nó bị ứ bụng đúng rồi. Dính từng gỗ nè. Đó. Quá, đưa nó lấy mà. Ừ, mẹ con anh Ti nó làm gọn gàng không? Mai hỏi đồ nó đéo nhớ ở đâu luôn. Em nè, nè, coi nè nha. Tao bữa nay tao giao chậm trách quốc kho đó. Đó, coi nè nè nha. Xanh 180 kìa. Đợi im đây, ngày mai nó cũng quên nè. Xanh 180 hàng này về nè, Trang. Trang ủi ra bộ đồ Trang mặc. Trời ơi, cái vải nó đã nha, cái form nó đẹp nha. Tại hàng Việt Nam xuất khẩu nó lâu lâu nó mới có bộ lận. Rồi hôm nay em lên quần nha mấy chị. Dạ thông báo với mấy chị là quần em sẽ bán mấy chị giá 100. Một đây là không, 100 là chưa nói xong nha. Giá bán cho mấy chị là 160.000. Giá quá mềm luôn. Quần này ít nhất phải bán 200 nha. Nhưng mà chị nào mà phê rách của em á mới hốt được những con này nha. Tại vì những cái con này khi mà em mặc hồi like là mấy chị hỏi rất là nhiều. Cho nên hôm nay cho về luôn. Bộ đó nó còn bộ nè Phương Nguyễn Mai. Nhưng mà bộ này là nó khoảng cỡ từ 70 đến 77-78 kg nha. Đây nè. Bộ lining của hàng còn đúng một bộ này. À còn bộ hoa nữa, bộ hoa có cái màu gì. Hồi nãy chốt rồi không cho địa chỉ số điện thoại nè. Còn bộ hoa Kiều Phương nè. Đó. Chế Kiều Phương bà chị gì Kiều Phương đó. Đây nè bộ xanh nè. Trời ơi đi ra giặt bộ đồ rồi ủi lên đi. Rồi biết cái bộ đó nó như thế nào liền nha. Biết cái bộ nó có đẹp hay không liền rồi nha mấy chị, khỏi cần Ý Yên nói nha. Tại vì cũng hết rồi để khỏi cần nói thêm. Trời ơi nó đã lắm mấy chị, nào giờ nấu đồ ăn vậy bay. Chị Hằng phải không? Qua đập cửa đi. Bộ này size 70 đến 77-78 kg mặc dễ thương lắm. Và nó còn một bộ hoa nữa đó, ai lấy bộ hoa thì lấy. Rồi lên quần nha. Rồi giờ ngồi chốt từ từ đi. Quần. Sáng mai chiều mai vậy về một lô quần nghe mấy chị, chế nào mà thích form rách rách mà nhiều thì quốc nhau, còn không thì thôi ha. Hoa của chị Phùng Lê màu xanh đẹp lắm chị Phùng Lê. Chị Phùng Lê màu xanh màu hoa nè, 180. Phùng Lê là Thảo Ly á. Rồi lên quần nha. Quần này eo 96 đến 100 nè. Quần này là form của em và gu của em luôn. 160.000 quần đen rồi có bút vải ghi nè bây ơi. Eo 96 đến 100. Có giấy không? Lấy ly nước luôn. Có giấy có viết không? Lưỡi gì mà lỡ, lưỡi lỡ, nếu lỡ tùm lum hết trơn. Quần của chị đó khỏi ghi con đó. Quần 160.000 của chị Thảo Ly luôn. Rồi hôm nay cái lô quần về đẹp lắm mấy chị. Thông báo với mấy chị là hôm nay lô quần đẹp lắm nha. Đưa coi size ở bên. Đã khỏi đó rồi. Hôm nay về nhiều mẫu lắm. Rồi đây nè.
quần eo 96 đến 100. Con này eo 96 đến 100 luôn nè. Rồi lên tiếp quần nha mấy chị. Trời ơi là trời. Nè, eo 96 đến 100 mà coi giãn đã đời lắm, bỏ cho ý yên ở sau. Hồi nãy em có con đầm size 16, hôm nay em về con đầm sọc đẹp lắm nè mấy chị. Dạ 250 mà sao mấy chị không chốt ta, đầm body sọc mà vải đẹp lắm. Dạ đầm body sọc và vải rất là đẹp mà sao hôm nay mấy chị không chốt ta ơi. Thiệt chứ em may toàn mẫu lạ cho mấy chị không á, may đa dạng mẫu cho mấy chị. Em may đa dạng mẫu lắm luôn á mấy chị ơi, coi nè. Ôi chị nào chốt đầm sọc body thì chốt đi nha mấy chị. Trời ơi xưởng nhà em may nè mấy chị, lên cái form đẹp lắm. Lên cái form body nè mấy chị thấy không, ở sau nó có xẻ nè. Ở sau nó có xẻ mông mấy chị nè. Đầm này 250 có size từ 60 đến 100kg. Chốt giúp giùm em đầm body sọc. Chốt giúp giùm em body sọc nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em body sọc. Em lên nha mấy chị một con mã quần này size bự nè. Mã quần này size bự nè. Ai chốt size bự này chốt lên giúp giùm em nha. 160.000 quần. Rồi con này eo 110, eo 110 nè. Eo 110 đến 112. Rồi eo 110 đến 112 3 x. Lên cho mấy chị một con 7 tấc size nhỏ size L. Lên cho mấy chị một con 7 tấc size nhỏ size L. Con này eo 90. Chị nào chốt quần này eo 90 chốt giùm em quần này eo 90. Eo 90 quần này. Eo 90 quần này. Eo này 100 nè. Eo này 100 nè. Đó, coi nó làm cầm cùi nè, mai hỏi lại quên mẹ nè, coi nè. Eo này eo 90 nè. Quần đen nha, đang lên lô đen nha. Eo này 100 luôn nè bi. 100 luôn nè. Mấy quần này bán từ từ, mùa quýt năm sau cũng hết rồi. Em nói thiệt tại quần này không có bán đâu. Hồi nãy bao quần sọt 120 bỏ đâu ti. Cầu thang nha. Cầu thang chỗ cái đống quần rin nha. Coi thử size trên lưng nhiêu. 1x17 hả? 100. 1x17 nè, đó 100 nè, ba con 100 nè. Ba con eo 100 nè. Eo này nó di động từ 96 đến 100, 102 cũng vừa nha. Nhưng mà em ghi cái số chung chung là 100 nha mấy chị ha. Cho nên chị nào ưng con này thì cứ chốt nha mấy chị nha. Còn nhiều người coi dạng 100 hết á. Ghi hết đi. Này lờ eo 90 nè. Rồi khỏi ghi tiếp cũng được. Rồi lên nha mấy chị mã rêu nha. 55 người. Mã rêu. Lên nha mấy chị mã rêu. Trời ơi nó có bà mẹ lính luôn nè, cho nên mấy chị đừng có sợ rách ở trong á. Rồi quần hôm nay đẹp quá. Quần hôm nay vừa đẹp mà co giãn vừa mê nữa chứ. Rồi chốt giùm em mã lính. Mã lính này eo 105 nè. Eo 105 lính. Eo 105 lính. Nè eo của chị Phùng Lê nè. Eo 100 của chị Phùng Lê nè. Eo 100 của chị Phùng Lê nè. Đó. Size XL. Chị nào chốt mã lính chốt lên giúp giùm em mã lính nha mấy chị nha. Mã lính. Eo này eo 90 nè. Eo này eo 90 nè. Quần lính của chị Trân Anh Bót lấy size cùng em phải không? Rồi Trân Anh Bót 106 nè. 2X này eo 105 nè. Mã lính này đẹp quá à. Mã lính này đúng đẹp luôn á. Eo 100 vẫn còn bỏ lên ghế cái gì. Rồi lên tiếp cho mấy chị quần 106 này nha. Quần 106. Quần này size 20 nè. Không biết chị Liên Võ nè, chốt con này 106 của chị Liên Võ Canada đi. Để hỏi chị Liên Võ có lấy quần này không. Rồi em lên nha mấy chị một con mã sọc. Mã sọc, mấy như những cái con này mấy chị mặc không có sợ nó ngắn đáy nha. Không có sợ nó gần chim ha. Con này chim nó xa xa lắm. Những con này chim nó xa xa. Chim xa xa bên cánh đồng hoang. Con này eo 102 nè. Đẹp ghê không? Eo 102 mà đẹp lắm không? Eo 102. Ghi eo 102 bi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi mã quần đẹp quá trời luôn. Mã quần này mà bán mấy chị 160 mấy chị trúng mánh cái đùng luôn á nè. Quần túi này đẹp không mấy chị? Mã này mà bán mấy chị 160 mấy chị trúng mánh cái đùng. Mã này eo 100 nè.
Ôi mã sọt, mã sọt mà túi chéo mà lai lọc nè, đẹp không? Eo trăm, eo trăm con xanh bạc lai lọc nè, túi xéo mà lai lọc. Eo 102 của chị Thảo Ly là con nào vậy? Rồi eo 102 là đây, rồi eo 102 của chị Thảo Ly nè, eo 102 86 luôn rồi. Đúng luôn, 86 luôn. Quần 20 là size quần đó 100kg á chị, 20, 20 là 100kg á. 18 nguyên cũng bằng 20 nè. Mấy con này là 100kg á. Mình vừa vào cho mình xem lại quần đen Yên vừa cầm được không? Dạ được chị Hoàng Nam Anh. Quần đen nó rất nhiều nha chị. Nè, quần đen nó rất nhiều mà quần đen này mặc với áo thun đẹp lắm. Em thường mặc những cái mẫu quần này mà mấy chị hỏi nè. Đây nè, quần đen á chị, đen 7 tấc. Má hồi xưa em đi lấy sỉ em ngu, đi lấy sỉ mấy quần này nó tính sỉ em đủ má 150, 180 không, ngu như con bò. Giờ lấy tính sỉ là eo nó khoảng cỡ 120, 125 nha. Eo 120 là 18 quy nè. Con này đẹp ghê không? Con này đúng 100kg luôn á. Nãy giờ lên quần lửng đen mà hỏi quần dài lấy đâu ra em đưa. Nãy giờ lên quần lửng giờ vô hỏi quần dài lấy đâu ra đưa trời. Cái quần đen hồi nãy là quần tay, mà quần tay nó hết size bé rồi, bây giờ còn size 2X à. Ha, còn size 2X. Nè, con này mã đẹp nè, 14 quy, tương đương 80kg. Con này mà chị Trần Tuyền nè, chị Trần Tuyền nè, chị Thảo Ly, chị Trần Anh Bót ưng là quốc con này liền. Nha, 160 ưng là quốc con này liền, 14 quy. 14 quy là chắc chắn 80kg luôn, nó khỏi còn đo nha. 14 quy, khỏi còn đo con đó. Con nói em bé em khỏi còn đo luôn. Quần dài đó là quần tây á chị Hoàng Nam Anh. Con này size 16 quy tương đương 18 nè. Con này 95kg nè. 16 quy tương đương 18, 95kg. 16 quy tương đương 18. Con này size 20 nè. Em 125, 128 nè. Đó. À, con 16 quy eo trăm vừa. Quần tây đó có size 7. Sạch sẽ rồi. Tuy ơi, đưa cái bao quần tây hàng Việt Nam xuất khẩu lên tay. Lấy size 14 quy là eo 100 của nhà Trúc Lai á, 14 quy. Con mà nãy có người đây nè. Đây nè. Con này là eo của nhà Trúc Lai nè. Tôi nói 80kg eo 100 là 100 phát 1 và coi nè, coi đo nè. Coi đo nè. Đúng 100 luôn, 01. À, 14 quy á, nãy giờ có con 14 nào nữa không vậy? Ngô Tú Linh hả? Mở ra đi. Ủa chị, Ngô Tú Linh hả? Không, mẹ Trúc Lai. Rồi kiếm size M, XL đi. Quần này 160 hả? Không, kiếm size M hoặc L á. Quần đó 160. Để em kiếm size bé bé thêm nha chị. Con này size 20. Hồi nãy để chị Liên bỏ chưa? 16 quy nè, con này 95kg nè. Trời ơi, cái mã quần này nó đẹp mà nó chuẩn lắm luôn á. Mà nó ít size lớn. Con này quần này 200. Quần này lọn con 200 nè. Mã nào 200 em báo 200 nha. Mã nào 200 em báo 200. Mã này đẹp lắm á chứ. L với M. Chị hỏi quần tay đợi em chút nha. Đây là 1 tấm. Tao lấy nè. Lấy thêm con màu xanh 20 nữa. Ờ, cái quần nào size M với L là quăng ra, cái lá ra lấy quăng ra đây. Con quần này em 100 nè chị Ngô Tú Linh. Cái quần này 200 nè. Ha. Thôi giờ trong lô còn con bán mấy chị 160 luôn. Rồi chốt giùm em quần túi đứng. Quần túi đứng có một con em 100. Bán mấy chị 160 luôn quần túi đứng. Đây nè mấy chị, quần này quần tây nè, quần tây này size bé nha. Quần tây này đó là sai gì vậy ba gì? Không có, con không biết là cái đeo cũ á, nó có số 1 số 2 á. Số 1 số 2. Rồi quần này 200, quần này có size bé nè. Quần này có size từ 60kg nè. Ha. Quần này có size 60kg. 60 đến 70kg một size và 70 đến 80kg một size. Quần này nó có 2 size. Size số 1 và size số 2 quần Việt Nam xuất khẩu. Nha, quần này nó có 2 size nè chị gì đó ơi. Chị gì luôn. Chị Hoàng Nam Anh. Quần này em có 2 size. Quần này cũng 200 ngàn, quần này có size 60 đến 70kg một size, 70 đến 80kg một size.
Hồi nãy nó có con màu trắng mà màu mà size eo 100 á. Mà mấy quần này là chị Hiền Huỳnh mặc được nè. Tại vì mấy con này á là cái form quần nó rất là bự. Mà cái chân quần á nó không có bị ngắn, là những chị mà sợ quần đáy ngắn như tuổi teen là mặc những con quần này được ha. Lâu lắm mày quên bán cái bao quần này luôn á Phi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Quần nào quần này eo á, quần này size 22 quy lận. Bỏ quần này vô ấy á nè. Qua chị Hạnh. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cục đen nha. Lên đây cho mấy chị mặc hàng đen hàng độc nè. Hàng đen này mỗi người lụm con nha. Ôi, quên bán cái bao này luôn á Phi. Rồi lên mà quần sọt nè. Trời ơi đẹp không mấy chị? Trời ơi đẹp còn hơn hàng xưởng luôn nha mấy chị. Đẹp hơn hàng xưởng gấp mấy lần luôn. Hốt một con rồi 160 ngàn. Hốt một con coi. Hốt một con ngất ngay. Chị nào hỏi đâu mất tiêu rồi tao ơi. Chế nào hỏi. 22 chị Hiệp Huỳnh lấy kìa. 22 chị xả giùm em mình hai áo thun 50. Mình thích áo 160. Xả gì cho chị Thủy kìa. Đỗ Thị Thu Thủy coi comment đi. Tải máy cho anh Phước để coi phần mềm chưa bây. À, 160. Eo này là eo 105. Eo 105. Đẹp không? Đó có ghi tiền mà. Eo 105 nè. Hai áo 100 ngàn. Đó chắc cái đó sao. Rồi xả. À, con này eo ghi nè Bi ơi. Con này eo 105. Đấy là cái Hiền Huỳnh, cái thành phố cộng Hiền Huỳnh Tâm Chương nha. Không có, có con 14 mà. Con này size bé nè. À tôi đứng khác màu mà đâu dúng đâu. Con này eo 100 nè. Chị nào lấy eo 100 lấy nha. Quần chữ lớp nè. Rồi lấy quần này cho nẻ chút like 160 luôn nè. Hai cái khác mẫu. Này eo 100. Con này mấy chị không lấy gì chốt nha. Eo 100. Con này eo 100 nha. Eo 100 có hai con nè. Eo 100 có hai con. Trời ơi chốt eo 100 đi. Mấy cái quần này hiếm lắm. Mấy cái quần này hiếm lắm luôn á. Eo 40 nè. Eo 100. Eo 40 mới có eo 105 nè. Dán vô eo 105. Size 38 nè. Eo 100 của chị Phùng Lê. Của chị Phùng Lê nè con. Đúng rồi mẫu với độ dài khác nhau. Quần này 160 luôn con. Eo 100. Cái này lấy bút lông ghi nè. Eo 103 nè. 38 eo 103 ghi vô. Ghi vô eo 103 trên đó anh Tư. Eo 103 38 eo 103 nè. Sọt đen eo 100 của Ngô Tú Linh nè. Eo 103. Trời mấy con này mai mốt đi kiếm không có đâu nha. Eo 105 nè. Eo 105. Hỏi ghi cũng được. Trời con này đẹp quá à. Con quần này đẹp quá trời luôn á. Cuối cùng em không có con nào nè. Để trước về em mặc thử con eo 38 nữa. Đẹp quá mấy chị ha. Trời đẹp xuất sắc luôn mà co giãn nữa nha. Sọt đen của Ngô Tú Linh là lấy cái con còn con duy nhất size bé. Cái sọt này chút nữa đem về bên kia nè. Đóng sọt đây đúng không? Mấy giờ mấy đứa? Ừ. Hôm nay like được nhiều like rồi đi được nhiều đi hàng nha mấy chị. Rồi áo 80 ngàn 60 đến 80 kg em còn 3 con nè. Tại vì em tắt cái quần em bán cho khách á. À, em còn 3 con. 60 đến 80 kg. Chị nào chốt áo 80 ngàn chốt lên giúp giùm em. Thôi lấy quần bịch trắng đi Tuy ơi. Nhìn bịch làm biến bán hàng luôn á. Nhìn bịch làm biến bán hàng luôn. Cái gì? Nó rôm rôm cũng bị ở quanh.
sọt như kiểu một hồi không tin. Hi hi. Rồi cách cũ là không sao đúng không? Cách mới là có đúng không? Sao rồi? Dạ rồi, kiếm em vài cái sọt eo 85. Mai chị Trang, mai em về một lô sọt với zin dài, giá cũng mềm lắm. Mai đi chị. Sọt thì giá khoảng cỡ 150-160, zin thì 200 dài. Nhưng mà vải đẹp lắm mấy chị Mai nha. Hè mấy chị Mai. Bệnh mà tiếc không ngủ, đưa lên bệnh mà tiếc mà. Coi làm bill to hô để ý nha. Bill to hô để ý, gửi qua địa chỉ số điện thoại làm lại địa chỉ luôn cho nốt lại nha. Cái lần nào làm cũng sai hết. Cái to hô làm để ý giùm cái đi. Mỗi bill làm mỗi bill dặn, mỗi bill làm mỗi bill dặn. Tối nay đi ít lắm. Còn nếu đi được thì đi, còn đi không được thì tối nay nghỉ làm bill anh à. Có mấy bill à, mấy bill khách kêu đi thôi à. Tu hô tin nhắn lâu rồi mà, phải đâu, bữa đâu. Đó thì bởi vậy ta nói mới làm cách đây 2-3 bữa làm không chọt vô không nhớ. Thì có lưu lại rồi gửi cái địa chỉ qua sửa địa chỉ. Ý là không có nhắn tin được cho chị này, bên là tin nhắn bị giam rồi. Thì bây giờ gửi qua Zalo cho chị chứ có gì đâu. Phải nói bill cách đây xử lý 2-3 ngày xong tới giờ cũng không nhớ mà rõ ràng ngày có bao nhiêu bill đâu. Nay một ngày có vài bill mà cứ vậy hoài luôn á mày. Thì bây giờ có mấy cái khách nãy khách dạng cái trình năm số thư. Rồi thì đi, thì đi đi. Bỏ vô cái bao đồ của cô Nhận Hiền luôn thôi. Bao đồ cho chùa. Rồi chào mấy cô đi con. Chào mấy cô, hẹn gặp lại ngày mai nha mấy cô ơi. Ngày mai tối 8:30 nha mấy cô ơi. Bye bye. Yeah.